Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Kê Học Toán VN. Buổi học hôm nay thì mình sẽ nói về cái đề chuyên Thái Bình lần 4. Tuy nhiên hôm trước thì anh có một cái video giải tới câu 23 rồi. Hôm nay sẽ nói tiếp tục những cái câu còn lại cho các bạn ha. Ok, đề này cũng khá là hay. Anh có giải những cái video từ câu 1 đến câu 23 thì anh giải rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục từ câu 24 trở đi nha các bạn. Hello, chào em. Chào mọi người, chào tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ anh bằng cách chia sẻ video này và giới thiệu cho bạn bè cùng xem nhé. Thời gian đầu thì anh livestream dạy thì thật sự là đam mê là chính thôi. Tại vì cũng khá là ít bạn tham gia. Video up lên thì cũng không bao nhiêu người xem, cho nên là cũng hơi buồn tí xíu, nhưng mà anh sẽ cố gắng cho các bạn, vì những bạn mà đã theo anh từ trước đến giờ thì anh sẽ cố gắng để các bạn có đầy đủ những kiến thức và một cái năng lượng đầy đủ để các bạn đi thi trong kỳ thi sắp tới. Ok, câu này làm như thế nào đây? Bạn nào cho anh đáp án câu này? Chỗ này là 1/3 lần SC nè. Zoom nó có mất không? Thì cố gắng lên các bạn nha. Mục tiêu tùy mỗi bạn, nhưng mà anh sẽ hướng đến các bạn là 8 cộng trở lên. 8 cộng chứ không phải 18 cộng đâu nha. Rồi, câu 24 cho chúng ta cái hình chóp SABCD này là hình vuông SC vuông góc với đáy. Đó, thấy không? Thể tích khối chóp là thì quá đơn giản. Hình chóp SABCD mà SC vuông góc với đáy thì chúng ta vẽ cái đường dưới này thôi. Cái đáy như vậy thôi. Đáy chúng ta là hình vuông rồi, vậy vuông góc thì anh thường để điểm C trong này ha. Vậy thì ABCD nè. AB là nằm đây, A đây đi. B đây đi, C, D. SC vuông góc với đáy chúng ta vẽ vậy nè. Đó. Phát họa ra thôi để chúng ta thấy cái hình cho nó đúng. Rồi, vậy thì chúng ta thấy ha. Thể tích của chúng ta là 1/3 này, diện tích đáy của chúng ta chính là cái hình vuông này. Hình vuông này ở đây nó cho cái gì bình? Thì chúng ta thôi chúng ta lấy cạnh AB bình phương đi, tại vì AB nó cho thường đáp án nó có AB. Rồi, nhân với chiều cao của anh là SC. Ồ, câu này hỏi đơn giản vậy thôi hả? Vậy đáp án của mình là câu nào? À, câu B. 1/3 diện tích đáy của anh là hình vuông nhân với chiều cao là SC. Vậy đáp án của anh là câu B. Câu 25 cho chúng ta cái hình trụ có bán kính rồi, chiều cao rồi, thì thể tích của hình trụ công thức là gì? Diện tích đáy nhân với chiều cao, nhớ không có quăng 1/3 vô nha. Vậy chúng ta lấy, chúng ta nhân vô BR bình nhân H thôi. BR nhỏ bình phương nhân H, mà R nhỏ của anh là căn 3, bình phương lên sẽ là 3, nhân với chiều cao là 4 ha. 4 nhân 3 là 12, và đáp án của mình là câu A. Câu 26. Trong không gian ối di giác cho chúng ta tìm điểm M để cái mặt phẳng này cắt mặt cầu theo một cái giao tuyến là đường tròn có diện tích bằng 3 pi. Rồi, đứa nào nhớ cái này đây? Làm sao? Câu này nó hỏi hoài luôn á, nhưng mà nó ở mức rất là basic thôi thì nhớ ha. Mình có giao tuyến mà mặt phẳng mà cắt cái mặt cầu á thì giao tuyến của nó là một cái hình tròn. Được chưa các bạn? Thì cái mặt hình tròn nó nằm trong này nè. Rồi anh vẽ như này cho dễ nhìn ha. Đó, hình cầu của mình vậy đó. Vì nó cắt thì giao tuyến của anh ra nó sẽ là hình tròn vậy. Đó. Thì trong này có tâm của hình tròn là đây. Ví dụ như anh gọi tâm Y, tâm của mặt cầu là tâm O. Tâm O thì nó nằm trên này. Đó. Thì mình nhớ mình nối lại. Nối thằng này lại. Tam giác này nó vuông. O đây. Anh gọi là H đây. Tam giác này vuông tại Y, với OY là khoảng cách từ tâm O tới cái mặt phẳng, tại vì cái mặt phẳng của anh nó cắt vậy này. Được chưa? Nó cắt vô như vậy. Rồi nó hỏi là giao tuyến thì một đường tròn là 3 pi, tức là nó cho em diện tích thằng này là 3 pi. Vậy 3 pi này là bằng cái gì? Bằng pi R bình phương đúng không? Tức là bằng pi nè, R bình phương ở đây chính là IH bình phương nè. Vậy xóa này đi, xóa này đi. Vậy còn IH của anh là ra bao nhiêu? Căn 3. Đề bài nói gì tìm M? Có nghĩa là chúng ta liên quan đến cái khoảng cách từ O này tới cái mặt phẳng này. Còn cái này là bán kính của mặt cầu chúng ta có rồi. À, mặt phẳng chúng ta có rồi, bán kính của mặt cầu sao tìm các bạn? À, tâm của mặt cầu này các bạn có không? Mặt cầu này các bạn nhìn lên các bạn thấy tâm nó là bao nhiêu các bạn? À, chúng ta chia xuống ha, chia xuống ha. Tâm Y các bạn chia cho -2 xuống là ra cái tâm Y thôi. Rồi, tâm Y của anh nè, anh chia cho -2 xuống thì chỗ này sẽ ra là gì? À, không là đúng không? Tại vì cái phần dạng x nó không có. Y chia -2 thì sẽ ra là 3 và là 2 trừ m. Chia -2 nó đổi dấu lại ha. Rồi mặt phẳng ta có rồi.
Vậy chúng ta tìm ra R bán kính của mặt cầu ha. R của mặt cầu á, chúng ta cũng dựa vào đây luôn là căn của gì bạn? A bình cộng B bình cộng C bình trừ cho D đúng không? Vậy căn của không bình lên là mất, 3 bình lên là 9 nè, cộng cho thằng này là 2 trừ M tất cả bình nè, trừ cho D, D của anh là 4 này, và chỗ này sẽ là trừ 4. Được chưa? Bằng các bạn lấy căn qua, gom số 9 với trừ 4 lại là 2 trừ M tất cả bình phương, 9 trừ 4 là thành công cộng 5. Rồi R này nó có rồi nè, theo M chưa, là bằng căn cái này. Vậy cái khoảng cách từ O mà tới mặt phẳng bạn tính được không? Đây nè, tính điểm, tìm Y chứ, điểm này là điểm Y ha. Nếu mà đúng vậy thì điểm này là điểm Y, chúng ta thế lại cho nó giống ha. Điểm này là điểm Y, điểm này là điểm O. Khoảng cách từ Y tới mặt phẳng ta có rồi, mặt phẳng ta có nè, dưới này chúng ta tính khoảng cách IO của chúng ta nè. Các bạn ở dưới này là căn của 3, tại vì ở đây là 1 1 1, căn của một bình cộng một bình cộng một bình là căn 3. Được không? Rồi, tiếp tục các bạn thấy sao? Trên này là khoảng cách này nó thế vô, không thế vô đây mất. 3 thế vô đây là 3. Được không? 2 thế vô đây là 2 trừ M cộng cho 2 trừ M cộng 1. Đó. Khoảng cách của chúng ta là bằng nhiêu đó đó. Vậy theo Pythagore thì chúng ta có gì các bạn? Áp dụng Pythagore anh sẽ có cái cạnh này bình lên là cạnh này nè, IH bình lên, tức là IH là cái này là R nè. Bình lên thì anh sẽ có phương trình là gì đây? Anh hướng dẫn các bạn làm trắc nghiệm cho nó nhanh nè, 2 trừ M tất cả bình nè cộng 5 nè, thì nó phải bằng tổng hai cạnh này bình phương, tức là cái cạnh IO bình phương. IO là nhiêu đây nè, nhiêu đây thì gom lại là gì các bạn? Gom lại nó là 3 nè cộng 2 là 5 nè, 5 cộng 1 là 6 trừ M chia căn 3 nè, đúng không? Trị đối mà chúng ta bình lên luôn thì thằng này bình lên nó sẽ là 6 trừ M bình chia cho mấy? Chia cho 3. Vậy 6 trừ M tất cả bình chia cho 3. Rồi gì nữa? Nó sẽ cộng thêm cái đoạn, đoạn này bình lên, đoạn này là căn 3 bình lên nó sẽ là 3. Vậy các bạn chỉ cần được một cái phương trình này là ok rồi. Nếu đứa nào rảnh thì ngồi giải ra tìm M, còn không thì thôi chúng ta không cần phải giải tìm M đâu, chúng ta cứ ráp đáp số này vô, cái nào mà nó thỏa mãn thì chúng ta lấy. Thì các bạn để ý câu B này, cộng trừ 3 chúng ta thế vô đây nó thỏa mãn ha, nhớ ha, cộng trừ 3 thế vô đây để thỏa mãn. Còn những câu còn lại ta thế nó không thỏa mãn thì chúng ta không có lấy. Thỏa mãn cái phương trình Pythagore này luôn luôn là như vậy, đường mặt phẳng mà các đường tròn thì kiểu gì cũng phải xoay quanh cái vấn đề chỗ này Pythagore thôi. Rồi anh tiếp tục câu 27. Trong không gian OIS cho hai mặt phẳng như thế này, tìm M để thằng này vuông góc bằng này các bạn. Khi hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì hai vectơ pháp tuyến của nó sẽ vuông với nhau luôn, cho nên là tích vô hướng của hai vectơ pháp tuyến sẽ bằng không. Hay nói cách khác, anh lấy máy tính ra, anh không có ghi nháp ra ngoài giấy làm gì hết, vô thi mà. Rồi anh nhập vô để anh bấm shift show nè. Tích vô hướng tức là thằng này nhân này, hoành nhân hoành là 1 này, nhân 3 này, cộng tung nhân tung là 2 này, nhân bên này là nhân bên này mở ngoặc ra là trừ M cộng 2, trừ cho mở ngoặc M gọi là biến x ha, cộng 2 đóng ngoặc đóng ngoặc. Rồi tiếp tục cái phần z của anh ở đây là trừ 1, rồi anh nhân với lại phần z bên này là 2M trừ 1, các bạn mở ngoặc ra 2x trừ 1 đóng ngoặc lại, thì theo tính chất thì nó phải bằng không, vì vì hai cái nó vuông góc với nhau, tích vô hướng bằng không. Bạn bấm shift show bấm tìm được M bằng không, đúng không? Nó tìm được M bằng không rất dễ dàng, và đáp án của chúng ta là câu nào? Câu A. Được chưa? Đó, thấy không? Không có đụng chạm gì ngoài giấy nháp hết, chúng ta hiểu chúng ta làm vậy cho nó nhanh. Rồi câu 28, trong không gian OXYZ các bạn cho phương trình cho tam giác ABC mà có nhiêu đây rồi. Tam giác này là tam giác bình thường thôi. Làm sao tìm cái độ dài đường trung tuyến các bạn? Nhớ chúng ta đang xét trong OXYZ ha. ABC, độ dài đường trung tuyến AM này là cái đoạn này này. Thì muốn tìm thì các bạn làm gì? Các bạn tìm được cái vector AM là xong. Đúng không? Tìm được vector AM là xong. Nhiều bạn thì suy nghĩ sẽ đi tìm tọa độ, nhưng mà anh không có recommend cái phương pháp đó. Chúng ta cứ tìm và chúng ta dựa vào tính chất của tiếp tuyến thôi. Thì theo tính chất á, thì chúng ta có này, vector AM của anh á, nó sẽ bằng 1 phần 2 lần vector AB cộng vector AC ha. Đơn giản ha, 1 phần 2 lần vector AB cộng vector AC. Chứng minh không cần, chúng ta áp dụng tính chất của trường trung tuyến chúng ta xài thôi, chúng ta không cần chứng minh ra. Thì cho chúng ta một cái phương trình như thế này rồi, liên hệ theo vector M là điểm chúng ta cần tìm. Được chưa? Còn cái này AB là có hết trơn rồi. Vector AB cộng vector AC các bạn cộng lại này, thì trên này anh viết cái vế phải sẽ là 1 phần 2 này, 5 mà cộng cho trừ 3 tức là ra mấy? Ra 2. Vậy này sẽ là 2 nè, này cộng lại ra trừ 2 nè, 4 cộng 4 ra 8 nè,
Đó, vậy các bạn nhân 1 phần 2 vô thì bên này anh có vectơ sẽ là 1 nè, trừ 1 nè, 4 nè, chính là bằng vectơ AM của anh nè. Được không? Các bạn có vectơ AM rồi, muốn tìm độ dài đường trung tuyến AM thì độ dài của vectơ AM chính là nó đó. Các bạn lấy căn lên là 1 bình nè, cộng cho trừ 1 bình lên là cũng 1 bình, cộng cho 4 bình, 4 bình lên là 16, 17, 18, căn 18 là 9 nhân 2 đúng không? 9 nhân 2 các bạn lấy ra là 3 căn 2. Đáp án của anh là câu nào? Câu B. Easy ha. Nhớ tính chất chút xíu, trong nhiều đứa lại không nhớ cái tính chất này. Đường trung tuyến. Đó. Bất kỳ tam giác ABC bất kỳ thì AM vector sẽ bằng 1/2 lần vector AB cộng vector AC. Câu 29 các bạn. Cho chúng ta một cái đường thẳng D như thế này, điểm A, phương trình mà đi qua điểm đi qua điểm và đường thẳng luôn các bạn. Đơn giản ha. Nhớ đi qua điểm và đường thẳng luôn. Phương trình mặt phẳng như thế nào các bạn? Chứa một điểm đi qua, tức là có điểm A rồi, và đồng thời chứa cái đường thẳng D này luôn. Thì lúc đó điểm đi qua chúng ta lấy điểm A, còn vector pháp tuyến là gì? Vector pháp tuyến của thằng này nó sẽ hướng như vậy. Thì nó sẽ như thế nào với lại thằng này các bạn? Làm gì đây? Suy nghĩ coi. Anh lấy một điểm M bất kỳ nằm trên đường thẳng này. Khi đó anh có được vector AM như thế này không? Ngoài ra anh có vector chỉ phương của đường thẳng D là vector U, nó hướng như thế này. Thì có phải N lúc này sẽ là gì? Tích có hướng của vector AM và vector U. Đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi. Lúc này vector U anh lấy ra ha. U của anh sẽ là 2 trừ 1 1. Rồi vector AM, với M là một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng D thì chúng ta lấy điểm thuộc này bằng cho này bằng 0 thì chúng ta lấy cho nó dễ ha. X bằng 0 thì anh suy ra được điểm M có tọa độ bao nhiêu các bạn? Điểm M có tọa độ là cho x trừ 1 bằng 0 thì điểm M tọa độ là 1 trừ 2 và 3. Và chúng ta tính vector AM ra. AM các bạn lấy M trừ A, M là đây, A từ đây. 1 mà trừ cho trừ 2 sẽ ra 3, trừ 2 mà trừ 1 là ra trừ 3, 3 mà trừ 3 vậy ra 0. Và anh đi tính cái tích có hướng này ra các bạn ha. Nhẩm ha, che cột này lấy thằng này nhân này là 0, trừ cho thằng này nhân này là ra 3. Che cột giữa lấy thằng này nhân này. Che cột giữa thì chúng ta nhân ngược lại ha. 1 nhân với 3 mà trừ 2 nhân 0 vậy anh ra 3. Che cột cuối các bạn lấy 2 nhân với trừ 3 là ra trừ 6. Cái này nhân ra trừ 3, trừ 6 mà trừ cho trừ 3 tức là trừ 6 cộng 3 vậy ra trừ 3. Nếu anh không sai. Và chúng ta lấy vector có hướng của nó cùng phương với nó là 1, 1, trừ 1. Điểm đi qua chúng ta lấy điểm A. Vậy phương trình của anh sẽ là x trừ cho trừ 2 là x cộng 2 nè. Rồi cộng cho nè, y trừ 1 nè, cộng cho trừ chứ, vì chỗ này là trừ 1, z trừ 3 ha, bằng 0. Và anh khai triển ra thì sẽ là x cộng y trừ z ha. Và con số của anh là 2 nè, trừ 1 là còn lại 1 nè, mà cộng cho 3 nữa là ra là cộng 4. X cộng y trừ z ha, cộng 4. Và đáp án 29 của mình là câu nào các bạn? Câu A. Được chưa? Rất là basic ha. Câu 30, trong không gian ối dz cho chúng ta cái mặt phẳng P đi qua và chứa trục hoành có phương trình là. Cẩn thận mấy cái câu này, nhiều đứa sai lắm. Liên quan đến hệ trục tọa độ nhiều đứa sai lắm. Đó, đây là trục OZ của anh nè. Đây là trục OY của anh nha. Đây là trục OX của anh. Mặt phẳng nó đi qua điểm rồi và nó chứa, nó chỉ nói là chứa trục thôi, chứ nó không có nói là vuông góc hay là như thế nào hết. Chứa cái trục OX, trục hoành. Thì anh ví dụ cho các bạn thấy hình dung cái mặt phẳng của anh nó như này. Đây, đây là mặt phẳng alpha của anh đi qua điểm A cho trước, đồng thời nó chứa cái trục OZ, trục OX như thế này. Các bạn có hình dung cái mặt phẳng của mình nó xoay quanh cái trục OX này. Được chưa? Nó xoay quanh trục OX này. Nhưng mà vì nó đi qua điểm A cố định cho nên nó sẽ đứng lại. Hình dung chưa? Và bây giờ điểm đi qua là chúng ta có rồi, vector pháp tuyến là vector nào? Vector pháp tuyến là vector nào các bạn? Làm sao tìm? Thì ý tưởng câu này như sau ha. Điểm đi qua anh lấy điểm A có tọa độ là 1, 1, 3. Ngoài ra anh có điểm O nè. Khi mà liên quan đến góc tọa độ, hệ trục tọa độ thì các bạn phải quan tâm đến những cái thông số mà chúng ta rất hay xài là tâm hệ trục tọa độ O. Thứ hai nữa là các cái vector đơn vị YZK trên cái hệ trục tọa độ này. Thì anh có vector Y của anh là vector song song với trục của X. Đúng chưa? Sau đó anh nối cái OA này lại. Thì có phải lúc này, trong trường hợp này, N của anh, tức là vector pháp tuyến của mặt phẳng này phải là tích có hướng của vector OA và vector Y không các bạn? Vector Y thì mình có rồi ha, là 1, 0, 0. OA thì nó chính là tọa độ của A luôn đó các bạn. Tại vì OA chúng ta có điểm A rồi, nó sẽ là 1, 1, 3. Vậy tính tích có hướng của hàng này lại các bạn, anh sẽ ra hàng này bằng 1 x 1 là 1 nè,
tra cột đầu tiên này, thằng này nhân này mất, này nhân mất là ra 0. Tra cột giữa lấy này nhân này là 0, trừ cho 1 nhân 3 ra trừ 3. Tra cột cuối ha, lấy này nhân này là 1, trừ 0 lại ra 1. Vậy vector của anh là 0, trừ 3, 1. Vậy phương trình đi qua của anh là 0 nhân với x là nó mất rồi. Vậy trừ 3 nhân cho y trừ cái điểm đi qua. Điểm đi qua các bạn lấy điểm nào cũng được hết, nhưng mà anh lấy điểm 0 này dễ hơn không? Điểm O này dễ hơn không? Vì nó chứa trục của x chứ là nó đi qua điểm O luôn. Được chưa? Cho nên anh lấy y trừ 0 cũng như 0 mất, cộng cho z nhân 1 là z thôi. Được chưa? Bằng 0. Vậy phương trình của anh là trừ 3y cộng z bằng 0. Vậy thôi ha. Vậy đáp án của mình là câu nào? Dễ dàng chúng ta ra được là câu C. Vì câu C chúng ta lấy 3y trừ z là anh lấy ngược dấu lại thôi chứ không có gì hết. Hình bát diện, hình diện tích của ông sẽ là tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp một cái hình bát diện có cạnh là bằng a. À, nhớ không? À, anh ghi công thức luôn ha. Có cạnh là bằng a rồi, bát diện đều có cạnh bằng a thì r nó sẽ ra bao nhiêu? Mình có công thức diện tích xung quanh của mặt cầu là 4pi r bình phương. Được chưa các bạn? Rồi, thì chúng ta có nè r nè, để anh tìm cái r ra. Nếu các bạn nhìn học thuộc cho anh cái công thức chỗ này luôn để chúng ta xài luôn nè, chứ chúng ta gặp cái bài này chúng ta không còn đi chứng minh lại. Cho chúng ta cái hình bát diện như thế này, cạnh bằng a, mà cái mặt cầu mà ngoại tiếp cái hình bát diện đó thì bán kính của mặt cầu r sẽ bằng là a căn 2 chia 2. Thuộc luôn cho anh ha. Đến thời điểm này đừng có đi chứng minh cái này, chúng ta làm trắc nghiệm, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải thay đổi cái tư duy chút xíu, chứ chúng ta không ngồi đi chứng minh làm gì nữa hết. Có những trường hợp nó không có thay đổi cái dạng thì chúng ta phải thuộc luôn. Thì anh ra là a căn 2 chia 2, nhớ nha. Đối với cái bát diện thì cái được bán kính của mặt cầu ngoại tiếp bát diện, người ta chứng minh được r của nó là a căn 2 chia 2, trong đó a nhỏ là cạnh của cái hình bát diện đó vì bát diện đều mà. Rồi vẽ bằng thế vô đây thôi, ra đáp án ha. Bình lên thì cái này sẽ là 2, với này sẽ là 4 ha. Cái này là 2, 4 với 4 nó mắc, còn lại 2 pi a bình. Vậy đáp án của mình là câu nào? Câu D. Rồi, tiếp tục các bạn. Câu 32. Cho chúng ta một cái vật thể nằm giữa hai cái mặt phẳng x bằng 0 và x bằng 1. Tính thể tích. Biết rằng khi mà cắt cái vật thể này ra với một mặt phẳng vuông góc với trục của x tại điểm có hành độ bằng x thì ta được tiết diện là cái tam giác đều có cạnh là căn của 1 cộng x. Thì câu này anh cũng nói nhiều lần rồi, đứa nào học anh thì chắc không bao giờ sai câu này. Cái đài đọc cái câu này vô thì thấy nó là ứng dụng tích phân để tính thể tích. Nhưng mà chúng ta biết nè, câu này không phải là thể tích của vật thể tròn xoay khi quay một cái diện tích tiết diện quanh trục của x được giới hạn bởi những đường cong gì đó, không phải. Được chưa? Ở đây nó giới hạn bởi hai mặt phẳng. Đây giống như trục của x của anh đây nè, đây là 0 nè, đây là 1 nè. Vậy mặt phẳng đầu tiên là đứng đây. Đó, nó lại có diện tam giác gì đó không biết kể nó. Mặt phẳng thứ hai là đây. Đó, có nghĩa là ý nghĩa hình học của tích phân là bài toán tổng, các bạn hình dung không? Ý nghĩa hình học thực tiễn của tích phân là bài toán tổng. Thì khi anh đi tổng các cái tiết diện từ 0 cho tới 1, tức là anh đi cộng dồn các cái diện tích tiết diện nó lại từ 0 tới 1 thì anh được một cái thể tích là V. Được chưa? Và V này sẽ được tính theo công thức đơn giản ha. V này sẽ được tính theo công thức là bằng tích phân chạy từ A tới B, tương tự ở đây chạy từ 0 tới 1 của cái diện tích là của cái x, x, d, diện tích của cái tiết diện bất kỳ. Tại vì cái diện tích tiết diện này nó thay đổi theo cái hệ thuật tọa độ, nhưng mà nó luôn luôn có dạng là gì? Là cái cạnh của tam giác. Vậy chẳng qua cái câu này là mình bấm tích phân thôi, không có bi gì trong này hết nha. Chú ý cho anh ha, phải hiểu cái câu này chứ không có sai. Vậy tích phân ở đây anh chạy từ mấy? Từ 0 nè cho tới 1 nè. Đó, tại vì cái mặt phẳng này nó quét từ 0 tới 1 nè. Và cái hàm bên trong này chính là cái diện tích Ax, mà cái diện tích Ax của chúng ta là căn của thằng này. Vậy chúng ta bấm vô là 1 cộng x. Không có bi, không có bình gì trong này hết. Và anh ra đáp án của anh là 1 chấm mấy đó các bạn. 1.2 hai mấy đó. Thì cái 1.20 mấy này chính là 3 căn 3 chia 8, được chưa? Nhiều đứa không biết lụi thì lại lụi mấy cái câu mà có bi nên là mới ghê chứ. Được không? Rồi chúng ta qua câu tiếp theo, câu 33. Ok, anh vẽ nhanh cái hình ở đây cho mọi người xem. Cho chúng ta cái hình lăng trụ đứng như thế này, đáy của chúng ta là hình thoi, cạnh là bằng a nhỏ. Đó, góc giữa đường thẳng A'B, A'B đằng nào đâu? A' là đây nè, B là đây nè. Vậy nối nó lại đúng không? Đó,
A phải B này và cái mặt phẳng ABCD là 60 độ. Bữa nay đi thi rồi là phải biết nó là góc nào nha. À, là góc này nè. Đúng chưa? 60 độ. Góc giữa đường và mặt là góc giữa đường và hình chiếu của đường nó lên trên mặt. Vậy B chính là hình chiếu của cái điểm B lên trên mặt phẳng đáy. A chính là hình chiếu của A phải lên trên mặt phẳng đáy. Cho nên góc giữa A phải B và mặt đáy chính là góc giữa A phải B và cái đường AB, mà nó chính là cái góc 60 độ này, tại vì ở đây là góc vuông. Được chưa? Rồi, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và B phải D. AC là đường nào? AC là cái đường dưới đáy này đúng không mọi người? Mình vẽ cái màu khác để cho mọi người thấy đúng không? Đó, AC này và B phải D phải. B phải D phải là cái đường trên này. Ha, nhìn vô thấy sao các bạn? Bạn nào nhìn ra được cái hình chưa? Ờ, bài này nó quá đơn giản. Nhìn vô thấy lăng trụ đứng rồi. Khoảng cách giữa cái đường này với lại đường này chẳng qua đang là khoảng cách giữa cái mặt trên này và mặt dưới này thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Tại vì cái thằng này nó cũng nằm trong cái đường này, nó song song với cái mặt đáy. Thằng này là nằm trong mặt đáy. Cho nên là khoảng cách này chẳng qua quy về, nếu mà nó nhanh luôn á thì nó chính là bằng cái đoạn AA phải này nè. Được không? Mới chứng minh làm gì nữa hết. Và chúng ta thấy muốn tìm cái đoạn AA phải này trong khi nó cho cái góc này bằng 60 độ rồi thì AA phải tính sao các bạn? Dùng tan ha. Tan 60 độ sẽ bằng AA phải, các bạn chia cho kề, kề là bằng A nhỏ. Và chúng ta chia ra AA phải là bằng A nhỏ nhân tan 60 độ. Tan 60 độ là căn 3 đó mọi người. Được không? Đáp án của anh là A căn 3. Easy ha. Là câu D. Rồi, tiếp tục câu 34. Một bát thợ gốm làm một cái lọ có dạng khối hình tròn xoay được tạo thành khi xoay một cái hình phẳng giới hạn. À, cái dạng này mới là cái công thức tích phân của mình. Y bằng căn của x cộng 1 quanh trục của x. Biết rằng đáy lọ và miệng lọ có đường kính lần lượt là 2 dm và 4 dm. Khi đó thì thể tích cái lọ nó là bao nhiêu? Thì chúng ta hình dung khi chúng ta đặt hệ trục tọa độ. Đây là trục OY của anh nè. Đây chính là trục OX của anh này. Vậy cái hình của anh nó như thế nào các bạn? À, nó dạng vậy đúng không? Đường thẳng Y bằng căn của X cộng 1 á, thì nó sẽ X bằng 0 á, thì Y bằng 1. Ví dụ như X bằng 0 thì Y bằng 1 nó đi qua đao điểm này nè. Mình vẽ sơ để các bạn hình dung ha. À, rồi ví dụ X bằng 1, Y bằng 2, X bằng 3 đi thì Y sẽ bằng 2. Y bằng 2 ở đây thì X bằng 3 là nó đâm đao điểm bằng này nè. Rồi X bằng trừ 1 thì Y bằng 0, tức là cái hệ trục tọa độ nó còn kéo ra đây nữa nè. Đang giải thích thôi ha, vô thi thì chỉ có ráp công thức thôi mới làm gì hết. Đó, y bằng 0, y bằng x bằng trừ 1 thì y bằng 0. Vậy cái hình này nó sẽ vậy nè. Nếu mà lấy phần dương y bằng căn, tức là x dương thôi, thì anh lấy cái miền dương á, nó là cái hình vậy thôi. Đó, vậy cái miền giới hạn mà chúng ta đang cần nói đến là chạy từ đâu tới đâu các bạn? À, các bạn để ý này, cái đường kính bằng 2 cm, tức là gì? Anh cắt cái này đúng ra khi mà anh xoay quanh trục của x á, thì nó ra cái hình vậy nè. Đó, mọi người hình dung không? Ra cái hình lớn vậy nè. Đó, nhưng mà ở đây nó nói là nó chỉ cái lọ này á, nó chỉ lấy từ cái chỗ mà có đường kính là 2 dm tới cái đường kính là 4 dm thôi. Đường kính là cái phần nào các bạn? Chính là cái độ dài của khoảng này nè. Vậy 2 dm nó phải nằm đâu? À, nó nằm ngay cái góc tọa độ này nè. Tại vì sao? Điểm này anh cho x bằng 0 thì y bằng mấy? X bằng 0 thì y bằng 1. Vậy đường kính mà 2 cm có phải là từ đây tới đây không? Là 2 cm không? Cho nên cái khúc chỗ này là bán kính nó là 1. À, vậy chỗ này là ứng với lại gì? D bằng 2 dm nè. Đó. Còn D bằng 4 dm là đâu các bạn? Ứng với chỗ này x bằng mấy? Theo các bạn, D bằng 4 tức là bán kính bằng 2, tức là chỗ này y nó sẽ bằng 2. Y bằng 2 chúng ta nhìn đây, ứng với x bằng 3 thì y sẽ bằng 2 nè. Vậy chỗ này là x bằng 3 nè. Và y bằng 2 nè. Chỗ này sẽ ứng với lại D bằng 4 dm nè. Và cái đường này chúng ta có hàm là gì? X cộng 1. Và chúng ta biết rằng ta chỉ cần xoay cái phần diện tích chạy từ 0 cho tới 3 của cái hàm này nằm trên, nằm dưới là trục của x, là chúng ta ra được cái thể tích của thằng này rồi. Đúng không? Khi đó tích phân của anh sẽ chạy từ 0 này cho tới 3 nè. Nhiều đứa không biết là chạy từ 2 tới 4 nữa đó. Rồi, thế cái hàm vô là căn của x cộng 1, tất cả bình lên, lấy bi dx nữa. Đúng chưa? Vậy bấm máy tính ra. Bi nè, tích phân nè, chạy từ 0 nè tới 3 nè,
Rồi trong này sẽ là x cộng 1. Ok không? Chắc không có sai sót gì, là 15 phần 2 pi. Coi có đáp án không mọi người. Đó, câu B của mình đó, câu 34 ha. Easy ha. Nhưng mà phải hiểu cái hình, cố gắng cho anh nhé. Nhiều đứa sai lắm, nhiều mắm sai lắm. Có mấy đứa anh dạy nó không vậy á. Đọc vô là lanh chanh, phải chọn sai, mặc dù nó khá là dễ. Rồi anh qua câu tiếp theo. Trong quá trình anh giải, mọi người không hiểu chỗ nào thì mọi người comment bên dưới cho anh ha. Trong cái phần mà dưới video này á, chứ không phải là trong phần live chat đâu. Để sau cái video này, khi mà anh để lại video trên YouTube thì anh có thể giải đáp cho các bạn vào lúc mà anh có thời gian rảnh. Và anh luôn luôn cố gắng là giải đáp tất cả những câu hỏi của các bạn. Với lại giọng anh nói á, giọng miền Trung, cho nên là nhiều khi nó hơi khó nghe cho một vài bạn. Thì cái chỗ nào mà nghe mà không hiểu thì cũng có thể hỏi lại, không sao hết. Được chưa? Rồi anh cho qua câu 35. Câu 35 này em cho tao một cái tích phân ha. Đơn giản thôi, vào thi như thế này chúng ta làm bình thường. Chúng ta đặt T bằng gì các bạn? Đặt U đi à, đổi biến thôi. Cứ thấy căn như thế này chắc chắn đặt U bằng căn rồi. Được không? Anh đặt U bằng căn của x cộng 1. Nhớ chúng ta phải đổi cái căn ở đây nha. X của anh chạy từ 0 tới 3 thì ấn với 0 thì U sẽ bằng 0 à, ấn với 0 thì U sẽ bằng 1, ấn với 3 thì U sẽ bằng mấy à, cộng vô là bằng 4, lấy căn 4 là 2. Và tích phân mới của anh ta chạy từ 1 tới 2 này. Nháp nháp là vậy thôi ha. Rồi vậy chúng ta thấy ha, DU của anh muốn tìm DU, anh sẽ U bình lên là bằng X cộng 1. Rồi vậy anh có được cái gì các bạn? 2U DU, anh vi phân 2 vế ha, sẽ được là DX. Vậy tí chỗ nào là có DX chúng ta thế bằng 2U DU. Vậy tích phân của anh thế vô sẽ là chạy từ 1 tới 2 này. Ở trên này là x nè, x thế từ đâu? À, từ đây nè, x thế là bằng u bình trừ 1. Đó, còn lại cái dx này chúng ta thế là bằng là 2udu. Vậy chỗ này sẽ là 2udu nè. Ở dưới này sẽ là 4 cộng, cộng 2u. Vì anh đặt căn là cái u rồi, đúng chưa? Vậy chúng ta gom lại ha. Gom lại, số 2 này chúng ta quăng ra ngoài. Ở dưới này nếu anh đặt số 2 làm nhân tử chung, thì các bạn thấy số 2 này với số 2 này nó triệt tiêu, đúng không? Vậy ở trên này anh sẽ còn tích phân từ 1 tới 2. Trên này sẽ là u nè, u bình trừ 1 nè. Rồi ở dưới này còn lại 2 cộng cho u thôi, du. Mà cái này dễ hơn các bạn, bậc tử à, lớn hơn bậc mẫu chúng ta. Chỉ cần tách ra là chúng ta lấy tích phân được rồi. Đơn giản, chứ không có gì hết. Trong chuỗi 6 ngày chữa mất gốc tích phân thì anh nói rất là nhiều cái dạng này rồi. Các bạn à, lấy chia ra thức ha. Đây tiết kiệm thời gian thì anh không có chia lại làm gì. Khi mà chia xuống thì các bạn sẽ được là ở đây sẽ là u mũ u bình trừ 2u cộng 3, rồi trừ cho 6 chia cho u cộng 2. Đó, du. Các bạn lấy tích phân bình thường lên thôi. Này sẽ là u mũ 3 chia 3 nè, cộng cho, dấu trừ chứ, sorry nhé. Anh trừ cho 2 lần u bình chia cho mấy? U bình chia 2, vậy nó còn lại u bình thôi, nó mất đúng không? Cộng cho 3u trừ 6 log n3 triệt đối của u cộng 2. Đó, chúng ta lấy căn từ 1 tới 2. Đây đây đây, chúng ta ráp vô thôi chứ không có gì hết. Ấn bằng này bằng 2 thì anh thế vô đây ha, 2 mũ 3 lên là 8, 8 phần 3. Đúng chưa? 8 phần 3 trừ cho thằng này 2 mình lên là 4, 8 phần 3 mình trừ cho 4 ha. Trừ cho 4, 4 mà muốn 4 phần 3 thì phải nhân lên đây là 12 phần 3. Vậy 8 mà trừ 12 nhầm 4 chính là 12 phần 3 đúng rồi. Là anh ra được 8 trừ, anh ra trừ 4 phần, à, trừ cho 4 phần 3. Trừ 4 phần 3 mà thế 2 vô đây nữa là ra 6. Cứ là anh cộng 6. Ok ha, 6 của chúng ta chính là bao nhiêu phần 3 các bạn? Các bạn nhân 3 lên, 3 nhân 6 ha, 18 phần 3 ha. Vậy 18 mà trừ cho 14 và anh được là 16 phần 3 chỗ này ở đây nè. Thấy chưa? À 18 mà trừ 4 là 14 phần 3 chứ. Chỗ này là 14 phần 3. Rồi thế 2 vô đây là log 2. Log triệt đối của 2 cộng 2 là ra 4 ha. 4 và 6 vậy trừ 6 log 4. Rồi tiếp tục trừ cho thế 1 vô đây 1, 1 phần 3. 1 vô đây là 1, 1 trừ 1 phần 3 trừ 3, 4 phần 3 cộng vô 3 nữa. Vậy chỗ này anh sẽ còn lại là 7 phần 3 nè. Trừ cho log 1 vô đây là 6 log 3 nha các bạn. 6 log 3. Đó, xong ha. Gom lại thôi. Thằng này bỏ ra 14 phần 3 trừ 7 phần 3 và anh được 7 phần 3.
Rồi log này nhớ này, log 4 mà chúng ta đang hỏi log 2 và anh bỏ ra ngoài là 2 lần 2 nhân 6, vậy là trừ 12 lần log 2 nè, cộng cho 6 log 3, vậy chúng ta ra đáp án rồi, được chưa? Vậy là đúng như cái dạng này chưa? A của anh là chia 3 cho nên A của anh bằng 7 nè, B của anh là cái đứng trước này là bằng trừ 12 nè, và C là cái đứng trước kia là C bằng 6 ha. À, tính cái gì đây mọi người? Tính A cộng B cộng C, chúng ta cộng 3 này lại, 7 cộng 6 13 ha, trừ 12 nữa vậy chúng ta ra được là bằng 1, được chưa? Đáp án của anh bằng 1 nhé. Tích phân này không có khó gì hết, luyện thôi, trong đề nó chỉ có một câu như vậy thôi, cho nên không có gì là khó khăn cả. Cho chúng ta một cái câu tích phân ở 36 như thế này, các bạn làm sao? À, dễ ha. Chúng ta cho cái biểu thức này là mối liên hệ, và chúng ta lấy tích phân hai vế lên. Lấy tích phân hai vế lên. Được chưa? Anh thử lấy vế bên trái trước, thì đang cần tích phân từ trừ 2 tới 8, cho nên lấy cái vế bên này trước ha. Tích phân từ trừ 2 tới 8 lên ha. Bên này nếu mà lấy tích phân từ trừ 2 tới 8 lên thì nó là tích phân xác định rồi, thì các bạn chỉ cần bấm máy thôi, đúng không? Nó đâu có ảnh hưởng gì cái việc tính toán đâu. Vậy tích phân từ trừ 2 mà cho tới 8 của cái F này là x mũ 5 cộng cho 4x cộng 3. Mọi người thấy đây là tích phân của cái hàm hợp. Chúng ta làm gì? Chúng ta đặt u là bằng trên cái căn này ha. U là bằng x mũ 5 cộng cho 4x cộng 3. Được không? Vậy chúng ta du ra trước ha. Du của anh sẽ bằng là 5x mũ 4 cộng cho 4. Vậy thôi. Rồi, chúng ta phải đổi biến theo u nữa các bạn. X của anh đang chạy từ trừ 2 tới 8 thì u của anh sẽ chạy từ đâu đến đâu các bạn? U của anh này, thế x bằng trừ 2 vào đây ha, trừ 2 mũ 5 lên cộng 3 trừ 2 mũ 5 cộng cho 4 nhân 2 trừ 8 cộng 3 5 trừ 1 đúng không? Còn u mà x mà bằng 8 các bạn thế vào đây ha, 8 mũ 5 lớn quá, 8 mũ 5 này cộng cho 4 nhân 8 cộng 3. Ủa, sorry các bạn, anh nhầm. Sorry anh nhầm cái cách đặt chỗ này. Quan sát cái bài này chút xíu, chúng ta đạo hàm ra, mà nếu chúng ta đi đổi biến kiểu này thì chúng ta làm ra. Anh sẽ hướng dẫn cái bài này chút xíu ha. Hồi nãy khi mà chúng ta đổi cái này thì du nè, các bạn để ý cho anh là 5x mũ 4 cộng 4, đúng không? Mà dưới này nó hỏi các bạn cái gì? Nó hỏi tích phân chạy từ trừ 2 cho đến 8, được chưa? Mà nếu anh lấy tích phân chạy từ trừ 2 đến 8 của cái hàm này, anh đi đổi cặn như thế này, đổi biến như thế này, thì tí nữa cái hàm mới nó sẽ như thế nào các bạn? Nó sẽ thành một cái cặn khác, chứ không phải trừ 2 tới 8. Vậy ban đầu chúng ta phải lấy cái tích phân từ đâu tới đâu, chứ không phải là tích phân từ trừ 2 cho đến 8. Vậy làm sao để biết lấy tích phân từ đâu tới đâu, và làm sao để tính được cái tích phân này? Thì ở đây anh sẽ nói cái bài này cho các bạn hình dung cái cách phương pháp ở bài này ha. Thứ nhất, anh có cái phương trình f của x mũ 5 cộng cho 4x cộng 3 bằng 2x cộng 1. Mục đích của chúng ta là lấy tích phân hai vế lên, đúng chưa? Và chúng ta thêm cái cặn vào. Tuy nhiên để lấy tích phân thằng này lên cho nhanh thì anh phải cố gắng anh biến đổi cái thằng này về một cái dạng tích phân cơ bản. Thì anh có này, tích phân cơ bản của mình là gì? Nếu anh có tích phân của FU mà là DU á thì anh lấy nguyên hàm ra rất là dễ dàng, đúng không các bạn? Vậy ở đây công việc tiếp theo của anh là anh nhân thêm cả hai vế này cho một biểu thức để anh lấy cái tích phân nó có dạng là FUDU. Thì thứ nhất là anh nhân cái này cho cái đạo hàm của bên trong này. Đây là có FU mà bên ngoài anh cần DU, cho nên có phải là anh nhân cái đạo hàm của bên trong này không? Mà đạo hàm thằng này ra nãy chúng ta đã có nói rồi, nó sẽ là 5 lần x mũ 4 này cộng cho 4 này. Đó, F của x mũ 5 cộng cho 4x cộng 3. FUDU, vậy bên này anh cũng phải nhân cho gì các bạn? 5 lần x mũ 4 cộng cho 4 nhân cho 2x cộng 1. Theo các bạn, tại sao tí nữa anh sẽ lý giải tại sao anh lại nhân cái này. Và tiếp theo là anh lấy cặn tích phân lên, anh lấy từ trừ 1 cho tới 1. Lấy cặn tích phân từ trừ 1 cho tới 1. Tí mình sẽ bàn luận tại sao mình lại chọn tích phân từ trừ 1 tới 1 và tại sao mình phải nhân cái đó. Thì các bạn để ý ha, khi anh nhân cái thằng này là đạo hàm của thằng này, thì thằng này nó đang là gì các bạn? Nó đang là tích phân gì? Của FU DU đúng không? Cái 5x mũ 4 này cộng 4 chính là cái D của thằng này. Vậy chẳng qua là tích phân từ 1 tới 1 của FUDU.
đúng không? Còn cái tích phân này lại là một tích phân xác định của mình. Mình hoàn toàn có thể lấy máy tính là mình bấm. Cho nên anh mới nói là anh nhân cả hai vế cho cái gì thì bên này nó không có ảnh hưởng, tại vì chúng ta bấm được. Vậy bên này nó sẽ là -1 tới 1. Rồi, trong này anh sẽ nhập cái hàm này vô, anh bấm tích phân ha, 5x mũ 4 ha, cộng 4 nhân cho 2x cộng 1. Đó, bằng bấm ra thì kết quả anh bằng 10. Cái bên này bằng 10. Vậy từ cái phương trình người ta cho, anh biến đổi thứ nhất là anh đưa thằng này về dạng là FUDU bằng cách là anh nhân với cái đạo hàm của U. Thứ hai là anh lấy tích phân hai vế lên với cặn là từ -1 tới 1 thì anh thấy như đây. Mà các bạn để ý sao các bạn? Tích phân từ -1 tới 1 của FUDU thì nó cũng chính là bằng tích phân từ -1 tới 1 của FXDX. Tại vì tích phân của chúng ta nói rất là nhiều lần nó không phụ thuộc vào biến. Vậy nó bằng 10. Nhưng mà đề bài nó đang hỏi là tích phân từ -2 tới 8 của FXDX mà. Ở đây anh có tích phân từ -1 tới 1 của FXDX. Thì ta nhìn vô trong này ha, nhìn vô trong này để chúng ta tìm. Giả sử như anh đổi biến ha, cái tích phân này ha, từ -1 tới 1 ha, anh đặt T là bằng gì các bạn? T là bằng 5, là bằng x mũ 5 nè, cộng cho 4x nè, cộng 3 nè. Thì có phải các bạn thấy ha, DT của anh nó ra gì các bạn? DT của anh nó ra cái này. Và khi anh đổi cặn á, khi anh đổi cặn ha, đổi cặn thì để ý chuyện gì xảy ra ha. Với T bằng x mũ 5 cộng cho 4x cộng 3 thì nếu các bạn để ý T của anh á mà bằng -1 á thì x bằng mấy? T bằng -1 chúng ta thế vô đây, -1 mũ 5 là ra -1. 3 mà -1 vô đây là ra -4, -4 với -1 là -5, -5 cộng 3 có phải ra là -2 không? Vậy có phải U chạy từ -2 không? Đúng không? X chứ, x đang chạy từ -1 thì ở đây T của anh ha, nó sẽ chạy từ -2 không? Tương tự nếu các bạn dễ dàng các bạn đổi biến thứ hai, đổi cặn thứ hai, nếu anh cho T bằng 1 thế vô đây là 1 mũ 5 là 1 nè, 1 nhân vô đây là 4 nè, 4 cộng 1 là 5 cộng 3, vậy thì này nó là 8. Vậy chuyện gì các bạn? Quan sát được không? Những cái tích phân hàm này chúng ta làm rồi. Vậy tích phân từ -1 tới 1 của cái này, chứ là của FXDX, thì chúng ta hoàn toàn chứng minh được nó bằng tích phân từ -2 cho tới 8 của FTDT. Đúng không? Mà FTDT hay là FXDX gì nó như nhau, FUDU gì nó như nhau, nó không phụ thuộc vào biến. Cho nên đáp số của chúng ta, thằng này chính là tích phân từ -2 cho đến 8 của FXDX. Được chưa? Và nó bằng mấy? Nó bằng 10 nè. Cho nên các bạn chọn ngay cái đáp án bằng 10 cho anh. Đó là câu A. Vậy thì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi ra chỗ này. Thứ nhất, làm sao anh biết cái cặn đối với dạng này ha? Tại vì nó cho hơi mẹo chút xíu. Làm sao anh biết cái cặn mà chạy từ -1 tới 1? Tại sao anh nhân cả hai vế cho 5x mũ 4 cộng 4? Thì anh nói rồi đúng không? Làm ta mục đích chúng ta nhân, để chúng ta có đây là FU thì anh phải nhân cho DU, tức là đạo hàm một cái trong này ra, thì anh nhân cho 5x mũ 4 cộng 4, đó chính là đạo hàm của cái này, thì mọi người hiểu rồi. Để chúng ta lấy tích phân lên nó dễ. Cái thứ hai là khi mà lấy tích phân lên á, tại sao chúng ta xác định được cái cặn của chúng ta là chạy từ -1 cho tới 1? Thì các bạn quan sát là do khi mình đổi cặn, mình sẽ đặt U là bằng gì các bạn? Mình đặt U là cái trong này, ngoài này nó là DU đúng không? Cho nên mình sẽ cho cái cặn mà người ta đang hỏi này chạy từ -2 tới 8, mình sẽ lấy nghiệm của cái phương trình cho thằng này bằng. Ví dụ cái cặn đầu tiên anh sẽ cho cái trong này là gì? X mũ 5 cộng cho 4x cộng 3, anh sẽ cho cái cặn nó là bằng mấy? Bằng -2. Tại vì tí nữa anh sẽ đặt T là bằng cái này mà, T bằng cái này, tí là anh đổi cái cặn DT, hiểu không? Vậy anh sẽ được phương trình. Phương trình này dễ dàng anh bấm nghiệm, anh giải nghiệm ra, nó có một nghiệm duy nhất à, được không? Tiếp tục cái thằng kia cũng vậy, x mũ 5 cộng cho 4x cộng 3, anh cho nó bằng mấy? Cho nó bằng 8, thì anh sẽ xin ra cái cặn thứ hai. Thì chúng ta quan sát chút xíu, thằng này anh sẽ ra x là bằng -1 đúng không? Còn thằng này anh sẽ ra x là bằng 1. Và cái nghiệm này là nghiệm duy nhất thôi các bạn, nghiệm duy nhất thôi. Cho nên là từ đây mà, chính vì đây mà anh lấy cái cặn tích phân của anh là chạy từ -1 cho đến 1 là như vậy, vì thằng này đang chạy từ -2 cho đến 8, được không? Và nghiệm này, phương trình này, nghiệm là nghiệm duy nhất luôn chứ không có ra nghiệm khác nữa, cho nên ta không quan tâm cái chuyện đó. Thì bài này chẳng qua là gì, nó lại hỏi ngược các bạn. Ngày xưa nó hay hỏi cái câu là gì, nó cho xui thì em ta đổi, là đổi sau khi đổi là nó lòi ra ngay này. Còn bây giờ nó hỏi ngược lại thì khó chút xíu, là ban đầu chúng ta phải tìm cái hàm nào đó để chúng ta lấy tích phân lên thì nó ra này. Còn những cái câu hỏi hàm ẩn tích phân mà trước đây chúng ta giải á,
thì người ta cho sẵn cái đó rồi, chúng ta chỉ cần đặt U là cái nằm bên trong cái F này là ra. Được chưa? Ok mọi người nhé, chúng ta qua câu tiếp theo. Hơi khó chút xíu. Rồi, câu này câu này thì easy rồi. Mọi người làm bấm máy tính cũng được, hoặc là các bạn làm tích phân nguyên hàm cơ bản cũng được. Nếu nguyên hàm cơ bản thì mọi người đặt U là bằng log và DV là cái còn lại. Còn không thì chúng ta làm bấm máy tính ha. Bấm máy tính. Bấm máy tính bấm sao, nhớ không? Đây là cái của nguyên hàm. Và chúng ta lấy cái thằng này ha, lấy cái hàm x này nè, tức là khi mà anh đạo hàm thằng này ra, một trong bốn thằng này ra thì anh sẽ được cái thằng này. Cho nên là anh lâu máy tính anh lấy cái kết quả đạo hàm, anh bấm vô. Thứ nhất là anh lấy giá trị của thằng này tại một điểm đi. Ví dụ anh cho x bằng điểm nào mình nó xác định ha, cho x bằng 2 đi. Với x bằng 2 thì giá trị cái hàm f nhỏ x của anh á nó sẽ là 2 nhân 1, 2 nhân 2 sẽ là 4 nè. Log của 2 trừ 1 là cùng 1. Ủa, log 1 bằng 0 mà. Thôi đừng cho xấu quá. Anh cho x bằng 3 đi. 3 thì ra là 6 nè. Log 2, đúng chưa? Với x bằng 3 thì nó ra là 3. 6 log 2 là cái hàm fx của anh á, f tại 3 đó. Và bây giờ chúng ta lấy máy tính ta đạo hàm trong bốn đáp án này, cái đáp án nào mà giá trị đạo hàm của nó tại điểm x bằng 3 mà nó bằng 6 log 2 thì chúng ta sẽ lượm ship cái này là giá trị đạo hàm của hàm này. Thì các bạn để ý, anh thấy câu D, sau khi anh bấm máy anh sẽ thấy câu D này, anh nhập vô này, x bình trừ 1 đúng không? Mở ngoặc ra. X bình trừ 1, đóng ngoặc lại, nhân cho log của bên này sẽ là x trừ 1. Đóng ngoặc lại. Trừ cho x bình chia 2, tức là 0.5 x bình đó các bạn. Đó, trừ cho x. Anh không cần nhập cái C, tại vì C là hằng số đạo hàm nó sẽ bằng 0 rồi. Và anh bấm nhập vô là tại 3 nè. À, nó là 4.1588 gì đó. Anh coi thử cái thằng này có phải như vậy không. 6 log 2 của anh. Đó các bạn, 4.1588. Cho nên anh chọn đáp án là câu D. Tại vì đạo hàm cái dưới này nó sẽ ra cái này, ra cái f nhỏ x. Cái dưới này chính là cái f lớn x nè. Chúng ta đạo hàm sẽ ra cái f nhỏ, được chưa? Cho nên chúng ta cho cái f nhỏ tại một điểm bất kỳ xác định thì chúng ta được một giá trị. Sau đó các bạn sẽ dựa vào cái máy tính, các bạn bấm đạo hàm của hàm số tại một điểm, là cái cách này, shift đây, đạo hàm của hàm số tại một điểm để chúng ta so sánh, nếu nó giống nhau thì chúng ta chọn. Còn tất nhiên câu này các bạn hoàn toàn làm tự luận bằng cách gì, đặt u là bằng cái log thôi, nhắc log nhì đa tam lượng tứ mũ thì giải hoàn toàn dễ dàng chứ không có gì hết. Rồi câu 38 cho chúng ta cái tích phân cái diện tích như vậy, nó hỏi diện tích này chúng ta làm bao nhiêu, thì chẳng qua nó hỏi các bạn biết cách tách cái miền diện tích ra hay không thôi. Chúng ta tách thành hai đoạn, một đoạn từ 0 tới 1 sẽ là hàm nằm trên là hàm y bình, y bằng x bình, còn đoạn từ 1 cho tới 4 thì cái hàm nằm trên là cái hàm trừ 1/3 x cộng 4/3. Và chúng ta lôi máy tính ra, chúng ta bấm, chúng ta không có nháp gì hết. Tích phân ha. Dưới này là chạy từ 0 tới 1. Rồi, trong này của anh 0 tới 1 thì cái hàm nằm trên là x bình phương đúng không? Đó, vậy thôi. Cộng tiếp theo các bạn là chạy từ 1 cho tới 4, tích phân chạy từ 1 cho tới 4. Rồi, ở trong này sẽ là trừ 1/3 x cộng 4/3. Vậy là trừ này 1/3 x cộng cho 4/3. Ok, mình bấm bằng. Nó ra là 11/6, đáp án của anh là câu D. Nhớ chia cái miền tích phân ra nha. Rồi, tiếp tục tôi qua câu tiếp theo. Người nhìn cái hình anh vẽ ha, chung là vẽ nó hơi xấu nên thường anh chuẩn bị trước cái hình. Cho chúng ta cái hình tứ diện ABCD có hai cái mặt bên và mặt đáy là mặt ACD này nè, và cái mặt đáy là BCD này, nó vuông góc với nhau. Cho nên là chúng ta sẽ lấy trong này, chúng ta lấy một cái thằng vuông góc để chúng ta tìm ra thằng này nó vuông góc với lại CD thì nó sẽ vuông góc luôn với lại cái phần còn lại ha, là vuông góc với mặt đáy đó. Thì anh gọi là M là đây ha, anh kẻ AM vuông góc với BCD nè, AM vuông góc với CD ha, thì sau đó anh nối BM lại thì các bạn sẽ ra được cái hình đó. Vì hai mặt này nó vuông góc với nhau rồi, mặt đáy và cái mặt ACD, được chưa? Mà tam giác ACD thì các bạn để ý nè, nó cho AC bằng AD, cạnh này bằng cạnh này, cho nên nó là tam giác căng. Thì để mà kẻ trong mặt phẳng ACD kẻ một đường xuống vuông góc với CD thì M chính là trung điểm của cái cạnh này, đúng không? Tam giác căng mà, được chưa? Và cho cạnh bằng A luôn nè mọi người. Cho BC và BD, BC, BD. Vậy tam giác bên kia nó cũng căng luôn, thằng này nó cũng bằng A luôn đúng không? Nó cũng bằng A luôn đó. Rồi, CD của anh là bằng 2X, ở dưới này là bằng 2X nè. Vậy bên này là bằng X đúng không? Giá trị của X để hai mặt phẳng ABC
và mặt phẳng ABD nó vuông góc với nhau. ABC là cái mặt phẳng bên này, ABD là mặt trong này, ABC là mặt này. Rồi ok, làm sao để nó vuông góc với nhau các bạn? Vậy hai mặt phẳng đó nó có cái giao tuyến chung là cái cạnh AB. Được chưa? Rồi, chúng ta để ý này. Thứ nhất, tam giác CAB và tam giác DAB nó đều căng. CAB là này, đều căng tại đâu các bạn? Đều căng tại A, do đề bài nó cho cái tỷ lệ cho cái độ dài như thế này. À xin lỗi, căng tại C và tại D chứ, sorry, một thằng căng tại C và thằng căng tại D. Căng tại D và căng tại C, và anh viết lại ha. Tam giác này có hai tam giác là CBA này. Và tam giác thứ hai của anh là tam giác DBA đúng không? Nó căng nè. Lần lượt nó căng tại C và tại D. Nó căng tại C và tại D, cho nên ví dụ như anh gọi N là trung điểm của AB đi, N là điểm này là trung điểm đi. Tại vì nếu mà muốn chứng minh hai cái mặt phẳng nó vuông góc á, thì các bạn phải tìm thì trong mặt này có một đường vuông góc với giao tuyến và trong mặt kia có đường vuông góc với giao tuyến đúng không? Anh gọi N là trung điểm. Rồi, với N á thì các bạn để ý CN của anh nó sẽ như thế nào các bạn? Vuông góc với AB. Vì tam giác này nó căng là CBA nó căng tại C mà vẽ trường trung tuyến xuống về N là trung điểm, thì có phải CN nó vuông góc với AB không? Tương tự bên cái tam giác kia mình sẽ có gì? DN của anh nó sẽ vuông góc với AB luôn. Đó. Vậy để hai cái mặt phẳng nó vuông góc với nhau thì chẳng qua bây giờ là chúng ta cần yêu cầu gì? CN nó phải vuông góc với lại gì? CN nó sẽ vuông góc với DN. Tức là yêu cầu bài toán của chúng ta CN nó phải vuông góc với DN. À, yêu cầu bài toán ha. Đúng không? Rồi, thì các bạn để ý cái góc giữa hai mặt phẳng đó có phải lúc này nó sẽ là góc giữa mặt phẳng ABC và mặt phẳng ABD á, ABC và ABD cái hai chúng ta đang nói á, thì góc bây giờ nó sẽ là góc giữa hai đường thẳng như anh nói là góc giữa CN và đường thẳng DN. Nếu chúng ta làm sao cái góc này nó bằng 90 độ là ok. Và chúng ta phải tìm các mối liên hệ với các cái giá trị còn lại, mà đặc biệt là x CD bằng 2x để chúng ta chứng minh. Được chưa? Thứ nhất, AM bằng với lại BM bằng bao nhiêu các bạn? Ta dùng Pythagore thôi. Thì AM và BM thì nó sẽ bằng cái gì? Căn của, có phải là AC bình trừ cho CM bình không? AC bình trừ cho CM bình không? Áp dụng cho trong tam giác ACM nè, nó sẽ là AC bình trừ cho CM bình. Mà AC thì người ta cho chưa? AC người ta cho bằng A nhỏ này. Và chỗ này sẽ căn của A nhỏ bình trừ cho CM chính là bằng x, x bình phương. Đúng vậy không? Ngoài ra trong tam giác AMB, A này, MB đó, thì anh tính cái cạnh ấy ra, tính cạnh MN ra, thì các bạn để ý này, MN thì có phải là bằng AM nhân cho cos của 45 độ không các bạn? Tại sao? Tại sao? Thì khi anh nói lại á, thì cái MN này là đường trung tuyến, tam giác này là vuông tại đây rồi, MN là đường trung tuyến, vậy có phải nó chia cái góc này ra là bằng 45 độ không? Đúng không? Bằng 45 độ. Ok ha. Vậy thì AM nhân với cos 45 độ thì anh bằng MN. Tức là anh đi tính cái cạnh MN nó ra. Thì các bạn để ý ha, AM anh đã tính trên này rồi, cos 45 độ là căn 2 chia 2, phải là căn 2 chia 2 căn của A bình trừ x bình phương. Đó. Có được MN rồi các bạn, thì bạn theo cái đề á, thì tam giác CND nó phải vuông tại N. Tam giác CND nè, CND, mục đích của chúng ta là góc này góc vuông, tức là chúng ta yêu cầu tam giác nó vuông. Thì để nó vuông thì chúng ta áp dụng định lý Pythagore đảo, đúng không? Hay chúng ta dùng tính chất cũng được. Thì lúc đó yêu cầu bài toán sẽ tương đương với lại tam giác CND nó vuông tại N. Một là chúng ta dùng Pythagore, hai là chúng ta dùng cái mối liên hệ trong cái tam giác vuông này. Thì anh chỉ cần mối liên hệ là MN của anh nó bằng gì các bạn? Nó bằng MC là xong là được rồi. Đấy. MN của anh nó bằng MC là được rồi. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà nó vuông tại N thì MN lúc này là đường trung tuyến, thì lúc này đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền, tức là MN phải bằng với MC là được rồi. Mà hai cái chúng ta có hết rồi các bạn, tức là chúng ta thế cái liên quan tới cái biến vô là căn 2 chia 2 căn của A bình trừ cho x bình, nó sẽ bằng gì? Đoạn này chính là x, vậy nó sẽ bằng x. Từ đây chúng ta bình phương lên, nó giải ra tôi tìm x ha. Thì ở đây sẽ bình phương lên sẽ là 1/2 nè, mở ngoặc ra sẽ là A bình trừ x bình nè, bằng bên này là x bình nè. Vậy chuyển vế qua chúng ta gom lại ha,
chuyển vế qua sẽ là a a trừ x bình ha, sẽ bằng là 2 lần x bình. Vậy là chuyển qua sẽ là 3 x bình bằng a. Vậy các bạn tìm ra x bằng mấy? X bằng a bình chia cho 3. X bình á là bằng a bình chia 3 đúng không? Suy ra x của chúng ta là bằng a căn 3 chia 3. Đúng không? Đó. Mục đích bài này là hỏi chúng ta về kiến thức hình học cơ bản thôi. Chúng ta biết cái mối liên hệ trong này như thế nào để chúng ta tìm ra. Thì yêu cầu chúng ta phải tìm cái mối liên hệ đối với cái biến x này. Được chưa các bạn? Để cái thằng này là vuông. Tại vì nó nói, nó không có nói nó vuông mà nó nói là góc này là mặt này vuông góc mặt này, mà hai mặt này giao tuyến của nó chính là AB, trong này CN vuông góc với giao tuyến, DN vuông góc với giao tuyến trong mặt kia, thì góc giữa hai mặt phẳng chính là góc CND. Và để nó vuông thì tam giác CND phải là tam giác vuông. Từ đó tam giác vuông thì khi nào? Khi MN nó là đường trung tuyến, thì bị M nó đã là trung điểm rồi thì nó phải bằng nửa cạnh huyền, tức là bằng CM. Đó chính là cái mấu chốt của chúng ta để chúng ta tìm ra. Một vài bạn cũng có thể tìm cái mối liên hệ khác dựa vào cái tính chất hình học khác, nó cũng ra không sao cả. Vậy chúng ta cần phải tìm MN này, và CDM thì chúng ta không cần tìm, việc thằng này là 2x thì CM là bằng x rồi. MN tìm thông qua Pythagore trong cái tam giác liên quan. Được chưa? Vậy đáp án của anh câu này là câu B, đúng không? Tiếp tục chúng ta qua câu tiếp theo, câu 40. Cho chúng ta cái hình chóp HABCD mà phần đáy là hình vuông HA vuông góc với đáy. Ủa sao này câu này nó quen quá vậy? À, đó, phải phát họa ra vậy thôi. Đó ha. Bài này quá quen thuộc rồi. S nè, A nè, B nè, C nè, D nè. Đáy là hình vuông và chân đường cao nó nằm đây. Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng HBC. Oh easy ha. Từ A tới HBC chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta kẻ vuông góc lên đây là chính là khoảng cách rồi. Anh gọi điểm H đi. Được chưa? Còn chứng minh ha. Thứ nhất, thằng này là hình vuông là anh có BC này, nó vuông góc với AB này. Thứ hai là BC này, nó vuông góc với HA này, do HA vuông góc với đáy. Từ hai điều này anh suy ra BC của anh nó vuông góc với lại mặt phẳng HAB. Vô thi không cần chứng minh đâu nhá. Đây tôi dạy thì tôi chứng minh thôi. Thì mọi người nhớ nè, khi anh chứng minh được như vậy thì anh suy ra được BC của anh nó sẽ vuông góc luôn với tất cả các đường nằm trong mặt HAB, bao gồm cả đường AH. Ngoài ra mình có AH này là do mình kẻ nó vuông góc với gì? Vuông góc với HB. Vậy từ hai thằng này anh sẽ suy ra AH là vuông góc với mặt phẳng nào các bạn? À, mặt phẳng HBC. Đó là cái cách chứng minh thôi ha. Rồi muốn tìm AH, cạnh dưới này là bằng A rồi, HA là bằng A rồi. Vậy sẽ là 1 chia cho AH bình phương sẽ bằng 1 chia cho HA bình phương chính là 1 chia cho A bình, cộng 1 chia cho AB bình phương chính là 1 chia cho A bình. Được không? Vậy chúng ta gom lại ha. 1 chia A bình cộng 1 chia A bình là 2 chia A bình. Vậy chúng ta lấy nghịch đảo ra sẽ là A bình chia 2, lấy căn ra sẽ là A chia căn 2, trục căn lên sẽ là A căn 2 chia 2. Được không mọi người? Nên đáp án của anh là câu nào? À, câu D. Câu này mà đứa nào đi đặt hệ trục tọa độ là chết với anh đó nha. À, câu này nó quá dễ rồi, chúng ta tính hình học như vậy, đừng có đặt hệ góc tọa độ ối gì vô đây nhé. Tùy bài, ta phải biết vận dụng như thế nào cho nó hay. Rồi, câu 41 các bạn. Câu 41 này, cái câu ngày xưa thi tự luận nè, là một điểm nè. Nhưng còn giờ trắc nghiệm mà quăng câu này vô thì anh thấy nó không hợp lý cho lắm ha. Thì bị làm nó khá dài dòng. Nó cho chúng ta cái phương trình này, biết rằng có hai giá trị của M, để đồ thị này có hai điểm cực trị, sao cho tam giác này có diện tích bằng 48. Ngày xưa thi tự luận là chuyên gia vậy luôn á. Khi đó hỏi hai giá trị M là bao nhiêu, liên quan đến cực trị thì các bạn làm gì? À, các bạn đạo hàm nó ra. Được chưa? Tập xác định của thằng này R vì nó là hàm mặt 3 rồi. Vậy chúng ta đạo hàm ra sẽ là 3x bình trừ 6m. Được chưa? Vậy chúng ta cực trị chính là điểm mà làm cho phương trình y phải bằng 0. Và anh giải phương trình này bằng 0, anh sẽ có hai nghiệm. Đó, một nghiệm x bằng 0 nếu ta đặt x làm nhân tử chung, một nghiệm x còn lại anh triệt tiêu số 3 đi là 6 chia 3 để được 2 đó. Vậy này sẽ là 2m. Vậy điều kiện để nó có hai giá trị M các bạn, tức là thằng này nó tạo thành tam giác, tức là hai điểm cực trị này phải là hai nghiệm phân biệt của cái phương trình này, thì ở đây điều kiện của anh phải là nghiệm này khác nghiệm này, hay nói cách khác là M của anh phải khác 0. 2M khác 0 thì tương đương M khác 0. Để tím ta giải, ta tìm ha. Bây giờ làm sao để giải cho nó nhanh các bạn? Bài này làm sao để giải cho nhanh? Nếu các bạn tìm, các bạn thế vô đây điểm A, x bằng 0 các bạn thế vô đây cũng được ha. Anh chỉ ra điểm A ha. Điểm thứ nhất là điểm A. Ứng với x bằng 0 muốn tìm y thì các bạn thế vô đây sẽ là 3m mũ 3. Đó. Điểm B có tọa độ x bằng 2m. Y các bạn thế vô đây ha. 2m mũ 3. 2m vô đây là bình phương nhân với m nó là trừ 3 trừ 6 m mũ 3 trừ 40 trừ 12 m mũ 3 cộng 3 m mũ 3, vậy chỗ này sẽ là trừ m mũ 3. Đúng chưa? Chúng ta có hai điểm AB rồi.
sao cho tam giác OAB có diện tích là bằng 48. O chính là góc tọa độ, mà AB là nằm đâu anh không biết, nằm trên một đường thẳng AB như thế này. Sao cho tam giác này có diện tích bằng 48 các bạn? Thì ý tưởng của mình sẽ là gì? Tính diện tích tam giác này sẽ bằng là 1/2 cạnh AB nhân với chiều cao là khoảng cách từ điểm O cho đến cái đường thẳng này. Cho nên anh cần phải viết cái đường thẳng này, và đường này là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị, đúng chưa? Vậy đường thẳng AB là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị thôi, chứ không nếu bạn viết đường thẳng phương trình đường thẳng đi qua nhận điểm và vectơ chỉ phương cũng được, không có gì sai cả, được không các bạn? Thì các bạn tìm phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị trong trường hợp này là y bằng trừ 2m bình nhân x cộng cho 3m mũ 3. Anh nhắc lại, để tìm cái phương trình đường thẳng này thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có hai điểm đi qua, dùng phương pháp OXY các bạn viết phương trình đường thẳng đi qua điểm và nhận vectơ AB làm vectơ chỉ phương, thì suy ngược lại cho vectơ pháp tuyến cũng được. Cách đó nhanh hơn đối với cái tọa độ như thế này. Cách thứ hai, các bạn lấy y, các bạn chia y phải để các bạn ra được cái đa thức này, thì không cần, cách nào cũng được hết. Bạn nào viết không được thì hỏi anh ha. Rồi, đơn giản, anh có phương trình này đi qua rồi, anh phải chuyển về phương trình AX cộng BY bằng cộng C bằng 0, thì anh chuyển qua sẽ là 2M bình nhân X cộng cho Y trừ 3M mũ 3 bằng 0. Đây chính là đường thẳng D của mình. Vậy mình làm gì các bạn? Mình sẽ có diện tích là bằng 48, thì anh sẽ có 48 sẽ bằng 1/2 lần cạnh AB nhân với khoảng cách từ điểm O tới đường thẳng D, đúng không? Vậy mình chuyển qua, anh sẽ suy ra được cái phương trình liên quan ha. Rồi, tương đương với lại 48 bằng 1/2 AB, thì bạn có AB chưa? Có tọa độ điểm A, có tọa độ điểm B rồi. Các bạn thế AB vô là căn của thằng này trừ này là 2m bình phương lên sẽ là 4m bình phương. Thằng này mà trừ này sẽ là trừ 4m mũ 3, đúng không? Mà bạn bình phương lên nữa phải ra là 16m mũ 6 không? Bằng 48. Đó. Chỗ này khoảng cách từ O tới thì các bạn làm gì? Góc tọa độ các bạn thế vô thôi. Trên này sẽ là trị đối, dưới này sẽ là căn. Căn của thằng này bình cộng thằng này bình, đúng không? Này bình lên là 4m mũ 4 cộng cho 1. Rồi ở trên này thế không vô thì nó không không hết, nó còn chỗ này là trừ 3m mũ 3. Đó, chúng ta được cái phương trình liên quan là vậy đó. Ok. Rồi các bạn giải thôi. Hiện nay chúng ta phải giải tìm m thôi. Rồi các bạn nhân qua ha, thì chúng ta quy đồng cái thằng này qua, và trên này sẽ còn là trị đối của m mũ 3 nhân cho cái căn này thì chúng ta là 4m bình phương cộng cho 16m mũ 6 giữ lại. Cái này anh quăng qua bên kia các bạn ha. Này nhân chi xuống là còn là 32 nè. Trị đối của trừ 3 thì anh lấy ra ngoài là 3 để anh lược với cái này đi ha. 32 căn của 4m mũ 4 cộng 1. Đúng vậy chưa? Rồi, nên là chúng ta giải ta tìm ha. Anh đặt m mũ 6 ra làm nhân tử chung, anh bình phương hai vế là để cho nó mắc cái căn, và anh đặt bình phương ra thì đây là m mũ 3, đây có m bình phương và m mũ 6, thì anh đặt cái m mũ 6 trong này làm nhân tử chung. Tại vì 3 nhân 2 là ra 6 nữa này. Được chưa? Bình phương lên ở đây là 6 rồi mà nhân 2 nữa. Vậy trong này nó còn là 4m mũ 4 đúng không? 4m bình phương chứ. 4m bình phương cộng cho 16m mũ 6. Được chưa các bạn? Nhớ ha, mũ 3 lên mũ 2 lên thì thằng này nó lên mũ 6 rồi nha. Nên nhân vô anh đặt thì còn nhiêu đây. Thằng này mà bạn bình phương lên thì 32 bình phương lên là bằng bao nhiêu? 1024 đúng không? 1024. Trong này sẽ là 4m mũ 4 cộng 1. Chung là bài này chúng ta anh hướng dẫn các bạn làm thôi, chứ anh nghĩ là thi cử mà cho bài này thì nó không có hay lắm đâu. Rồi, chúng ta chuyển qua anh sẽ được là m mũ 6. Trong này anh đặt nhân tử chung ra là 1 cộng 4m mũ 4. Nếu anh đặt 4m bình làm nhân tử chung đúng không? Trong này bạn còn lại bao nhiêu? 1024 4m mũ 4 cộng 1. Thì các bạn để ý hồi nãy mình đặt điều kiện là m khác 0 nè, để cho thằng này có nghiệm. Tức là bên này nó khác 0 rồi thì anh có quyền gì các bạn? Anh có quyền triệt tiêu cái 1 cộng 4m mũ 4 với lại 1 cộng 4m mũ 4 này đi. Anh chỉ còn nhiêu đây thôi. Nhiêu đây thì quá đơn giản rồi. M mũ 6 mà nhân cho thằng này ra là 4m mũ 8 nè, là bằng 1024. Vậy ở đây các bạn trừ ra m mũ 8 là bằng mấy?
1024 các bạn chia 8 là bằng 257. Đúng không? Vậy các bạn ra M là bằng gì các bạn? Bằng cộng trừ căn bậc 8 của 1257. Đó. Được chưa? Vậy đáp án nó hỏi ta cái gì? Nó hỏi chúng ta tổng hai giá trị đó là các bạn lấy cái này cộng cái này. Đúng không? Thì cái này cộng cái này vì hai số này nó đối nhau cho nên cộng lại bằng mấy các bạn? Cộng lại nó bằng 0. Đó, quanh là câu C. Được chưa? Thì nói chung câu này cho nó cũng cho dễ hơn, nếu mà cho muốn hỏi cái dạng này thì nó phải hỏi dễ hơn, chứ cho chúng ta dạng bậc 3 như thế này thì cực trị nó rất là khó tìm. Ok nhé. Tiếp theo thì trong cái phần còn lại á, thì đã có những câu mà anh đã giải rồi, còn những câu mà anh chưa giải thì anh sẽ lướt qua những câu nào anh giải rồi thì thôi anh không giải lại, những câu nào chưa giải thì anh sẽ giải cho các bạn ha. Câu 42 này anh giải rồi, được chưa các bạn? Các bạn muốn tìm video thì các bạn vào trong kênh YouTube, các bạn bấm vào kênh á, các bạn xem danh sách á, trong danh sách phát á thì anh có giải cái này rồi, thì anh hướng dẫn luôn ha. Để nhiều đứa mà không biết thì xem. Câu này anh nhớ anh giải rồi ha. 43 này anh ta giải chưa ta? 43 này như cũng giải rồi đúng không? Các bạn vào trong YouTube khi mà đăng ký kênh rồi, các bạn truy cập vào trong cái kênh luôn. Cái cách mà anh sẽ chỉ cho các bạn cách mà tìm kiếm video, tìm kiếm nội dung học cho nó hiệu quả. Đây, tại vì thường là những cái câu nằm bên dưới là những cái câu vận dụng cao, cho nên là anh sẽ để ở dạng vận dụng cao, các bạn bấm vô playlist này, danh sách phát các bạn coi ha. Mạng anh hơi lắc chút xíu. Đây, nếu các bạn muốn coi những video giải đề, thường là giải full đề hoặc là giải đến câu 40 vân vân, thì các bạn vào đây, rất là nhiều đề trong này anh đã giải, ứng với mỗi đề thì anh đã để cái video, để cái link đề bên dưới luôn cho các bạn rồi. Ngoài ra chúng ta có thể học theo chuyên đề, nếu các bạn cảm thấy bị lủng phần tích phân thì các bạn qua chuyên đề nguyên hàm tích phân để các bạn học. Số phức, nếu các bạn không biết kiến thức căn bản các vào số phức, xác suất các bạn vào xác suất, được chưa? Ố gì giấy thì vào ố gì giấy ở đây. Đứa nào muốn học vật lý thì vào đây. Đó, những cái chuyên đề liên quan thì vào đây. Những cái câu còn lại trong cái đề đó thì đa số anh sẽ chuyển thành vận dụng và vận dụng cao thì các bạn vào đây ha. Nếu câu đó liên quan về OX giấy thì các bạn bấm vào cái playlist của OX giấy các bạn xem. Nếu câu đó là liên quan đến câu về vận dụng tích phân, nếu câu đó là câu liên quan đến vận dụng về khảo sát hàm số, đúng không? Thì anh bấm vô thử anh coi có cái câu 40 đó không, không 41 hay không ha. Thì câu đó anh nhớ anh giải rồi. À nè, nó nằm đâu đây nè, thấy không? Câu này là hôm bữa anh giải rồi nè. Được chưa mọi người? Thì anh đã chia ra như vậy để cái cách mọi người học cho nó dễ. Bây giờ chúng ta quay trở lại để chúng ta lướt câu nào chúng ta chưa giải thì chúng ta sẽ tiếp theo ha. Rồi, nó chuyển xuống câu 43 đi. Câu này chúng ta giải rồi, câu 42 chúng ta giải rồi. Số phức liên quan đến min max anh có giải dạng này rồi. Đó, đầu tiên chúng ta lấy gì đây? Chúng ta lấy điểm A là điểm biểu diễn cho số phức z đi ha. Còn điểm biến đổi cái này z ra chúng ta đặt dấu trừ ra, này sẽ là trừ 2 cộng y nè. Đó, trừ cho trị đó của z nè, trừ cho 2 cộng 3y nè, đúng không? Bằng 2 căn 5, đúng như mọi người. Thì thằng này chẳng qua là sẽ ra vector gì các bạn. Nếu anh gọi B là điểm có tọa độ là trừ 2, 1, C là điểm có tọa độ là 2, 3, biểu diễn cho số phức này và số phức này, thì thằng này sẽ ra là độ lớn của vector AB, đó, trừ cho độ lớn của vector BC, AC chứ đúng không? Đó, bằng 2 căn 5. Mà độ lớn của vector chính là gì các bạn? Là đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AC đó. Vậy anh ra được phương trình AB trừ cho AC bằng 2 căn 5. Ngoài ra trong cái bài này nó đặc biệt tí xíu nữa các bạn để ý. Đó là điểm B và điểm C này, nếu anh tính cái đoạn thẳng BC á thì nó cũng ra là bằng 2 căn 5. Tức là gì? Anh có AB trừ AC nó sẽ bằng BC. Được không? Anh có AB trừ cho AC nó bằng BC. Trong đó điểm nào các bạn? Điểm A là điểm di động của anh này, điểm A là điểm di động. Còn điểm B, điểm C là điểm cố định. Vậy nếu chúng ta không quan sát thì chúng ta sẽ không ra được cái mối liên hệ hình học. Được chưa? Thì chúng ta biểu diễn hình học ra chúng ta cũng thấy được rằng trường hợp này chúng ta cần cái gì các bạn? Chúng ta cần cái OA là lớn nhất. Tại vì module của Z chính là gì? Chúng ta gọi A là điểm biểu diễn số phức Z, cho nên module của Z trong lúc này là bằng đoạn thẳng OA. Và chúng ta đang cần là cần thằng này min. Thằng này min. Và các bạn lưu ý cho anh này,
vì AB trừ AC bằng BC, cái này cố định, cho nên điểm C nó phải nằm giữa điểm A và điểm điểm B, đúng không? Ví dụ như A của anh đây đây, B của anh nằm đây, thì điểm C nó phải nằm vô đây nè, C nó phải nằm đây nè. Để chi? Để AB mà trừ cho AC thì nó bằng BC, tức là C nó phải nằm giữa luôn á, là trung điểm luôn á. Đó. Vậy đó. Được chưa các bạn? Thì lúc đó các bạn để ý này, cái điểm A của chúng ta nó minh khi nào các bạn? Cái OA của chúng ta nó minh khi nào? OA là khoảng cách từ A đến góc tọa độ nhé. Mà có phải là điểm A khi điểm A này nó chạy về nó trùng với điểm C không? À, điểm A là điểm di động như nói lúc nãy, còn hai điểm kia là điểm cố định rồi. Khi A này nó chạy về nó trùng với điểm C nè, được không? Thì lúc đó các bạn OC min của anh á, OA min của anh á, đây này, thì nó sẽ bằng ha, nó bằng luôn OC thay cái gì đâu, vì A trùng với C thì lúc này OA min chính là bằng OC min. Mà điểm C chúng ta có rồi, điểm C nãy chúng ta tính ra rồi, trên này là bao nhiêu? Là 2,3 đó, 2,3 thì OC min thì chính là bằng căn của 2 bình cộng cho 3 bình thôi. Được chưa? 4 cộng 9 là 13, vậy chúng ta đáp án là căn 13. Chúng ta chọn là câu C đó các bạn. Được chưa? Nếu bài này mà cụ thể ra các bạn muốn tìm quỹ tích của điểm điểm A, tức là điểm biểu diễn số phức giác này, thì nó nằm trên một cái hyperbol đúng không? Vì chúng ta thấy AB mà trừ cho AC là bằng một cái khoảng cách 2 căn 5 không đổi, thì nó nằm trong hyperbol. Nhưng mà chúng ta tư duy theo cách này thì nó nhanh hơn, chúng ta đừng có suy nghĩ gì đến xa xôi hết. Khi nào chúng ta cần vẽ hình học chúng ta vẽ hình học, không thì chúng ta tư duy bình thường thôi. Được chưa? Anh qua câu tiếp theo nhé. Anh lướt qua câu tiếp theo nè. Câu tiếp theo câu 44 này anh giải rồi. Ok ha. Các bạn cũng tương tự như cách tìm hồi nãy, các bạn vào các bạn lấy. Câu này như cũng giải rồi, câu 45 này em ta giải rồi đúng không? Câu 46 các bạn. 46 tự nhiên nó lại xuất hiện một cái câu khá là easy chỗ này. Mình cũng chả biết nữa. Câu này thật ra nó cũng có một cái tính chất na ná cái câu tích phân hồi nãy chúng ta làm, cái cách chúng ta chọn á. Ở dưới này các bạn thấy nó hỏi tích phân của f x cộng 2, mà ở trên này là f của 4x, cho nên chúng ta phải để ý cái cách đặt chúng ta khác đi chút xíu ha. Để anh hướng dẫn ở đây anh đặt t đi là bằng x cộng đặt x bằng t cộng 2 đi, anh đặt đổi biến theo kiểu x đi ha. Ở đây anh đặt x là bằng t cộng 2 chia cho 4. Được chưa các bạn? Thì anh suy ra dx trước, anh dx trước, dx thì thằng này đạo hàm thì chỉ có thằng này thôi, là ra là 1/4 dt thôi chứ gì đâu, đúng không? Thì các bạn để ý nè, cái tích phân đầu tiên người ta cho nè, tích phân nguyên hàm á của f 4x dx nó sẽ bằng là gì? X bình cộng cho 3x cộng c, nguyên hàm người ta cho như vậy không? Và anh lấy nguyên hàm thằng này lên. Đó, thì các bạn để ý ha, 4x này em ta thế bằng gì các bạn? Bằng t cộng 2, vì em ta đặt là gì? X là bằng t cộng 4 chia 2, vậy 4 nhân qua là 4x, nên thế bằng t cộng 2. Vậy chỗ này sẽ là f của t cộng 2 đúng không? Rồi, dx thì em ta thế bằng gì? 1/4 lần dt, vậy chỗ này sẽ là 1/4 lần dt. Được không? Bằng, chỗ này các bạn thế ngược lại, x là bằng t cộng 2, t cộng 2 chia 4 tất cả bình phương nè, cộng cho 3 lần nè, t cộng 2 này chia 4 nè, được không? Còn cái hằng số của chúng ta là C thì nó vẫn là C thôi, không ảnh hưởng gì hết. Để chúng ta, mục đích chúng ta đưa về cái dạng là F của X cộng 2, được không? F của T cộng 2 DT thì cũng giống như F của X cộng 2 DT thôi. Thì đến đây các bạn rút ra để cho nó giống cái dạng trên đề bài thì chúng ta tìm ra được thôi. Lúc này F của T cộng 2 đó, DT của anh nhân số 4 này qua ha, bằng nhân số 4 này qua 1/4 ha. Đó, nó sẽ có 1/4 như thế này. Và các bạn khai triển thằng này ra thì khi mà nhân qua thì khai triển ra luôn ha, nhân thằng đẳng thức ra thì anh sẽ được cái biểu thức này khai triển thu gọn lại, nó sẽ là t bình phương chia cho 4 cộng cho 4t cộng cho 7 cộng c. Được ha. Tại vì bạn coi nè, coi cái 7 này là hằng số, c là hằng số, cho nên cái này các bạn coi như là c luôn đi. Thì ở đây tích phân của chúng ta nó không phụ thuộc vào biến, cho nên là ft dt, fx dx nó như nhau. Hiểu không? Thì đây cái dạng của nó là
f của t cộng 2 dt là giống với cái này rồi, giống với lại cái dạng người ta hỏi rồi, thì nó sẽ bằng t bình chia 4 cộng 4t, sau đó cộng cái này là c, vì chúng ta coi 7 là hằng số luôn rồi. Và các bạn coi đáp án của chúng ta là câu nào các bạn? À, đáp án của chúng ta là câu c ha. Là câu c ha. Fx dx thay ft dt gì như nhau. Tiếp tục em qua câu tiếp theo. Câu này nó hỏi cái này thì chẳng qua giúp các bạn làm tích phân thôi chứ không có gì hết. Chúng ta ứng dụng tích phân để chúng ta làm thôi. Đó, cho chúng ta cái hàm số có đạo hàm f phải là như vậy, mệnh đề nào dưới đây là đúng, f nào lớn hơn f nào, tức là giá trị của hàm số nó thay đổi như thế nào. Thì chúng ta xét tích phân. À, nhưng mà cái này nó sẽ khó ở các bạn là lấy cái cận. Thứ nhất anh xét tích phân chạy từ 1 tới 2 đi, thì liên quan cái cận của chúng ta là 1 này, là -2 là 2 này. Và chúng ta phải xét tích phân từ 1 tới 2, từ 1 đến -2 hoặc là -2 đến 1 vân vân để chúng ta tính được cái f. Được chưa các bạn? Để anh xét tích phân này của cái f phải ha. Để thì có phải về tính chất á, thì nó sẽ ra là fx không? F phải nguyên hàm đây là fx, lấy cận từ 1 tới 2 là nó bằng gì? Nó bằng f2 trừ cho f của 1. Rồi, các bạn để ý mà cái tích phân ở vế trái này á, làm ta tính được, các bạn lấy máy tính các bạn bấm ra. Tích phân của f phải chạy từ 1 tới 2 thì các bạn nhập máy tính vô đây, các bạn bấm thôi không có gì hết. Mình thử một cái hàm cho các bạn coi ha. Thì các bạn bấm tích phân nè, chạy từ 1 tới 2 nè. Đó, trong này các bạn nhập sẽ là x bình chia x bình trừ 4 ha. Mục đích chúng ta là nhập ra coi thử nó âm hay nó dương, được chưa? Nhân cho trong này là x cộng 2 tất cả mũ 3. Trong này là 9 trừ 2x. Đó, bằng. Thì các bạn thấy nó âm, kệ nó bằng nhiêu kệ nó âm được rồi. Nó âm tức là anh thấy cái kết quả này là nhỏ hơn không nè. Nhớ cái này là cái tích phân xác định chúng ta có thể bấm được. Nó nhỏ hơn không thì anh suy ra được cái gì các bạn? Anh suy ra được f2 và anh sẽ nhỏ hơn f1. Đúng không? Quan trọng là cái chúng ta cần là cái này để chúng ta tí ta so sánh. F2 nhỏ hơn f1 và như câu A là thấy gì? F2 lớn hơn f1 là thấy fail rồi đó. Đúng không? Rồi như câu D là F2 lớn hơn F1 có thể fail rồi đó. Chỉ còn câu C với lại câu B thôi. Câu C, câu B nó cũng F1 lớn hơn F2. Vậy chúng ta giờ chúng ta so sánh cái gì các bạn? So sánh F-2 với lại F1. Đúng không? F-2 với F1 làm ta biết thằng nào lớn hơn, làm ta chọn đáp án liền. Tương tự như vậy các bạn sẽ lấy tích phân chạy từ -2 cho tới 1 của cái F phải đi. À, các bạn bấm hoàn toàn cái này bấm được. Y chang hồi nãy thì các bạn thấy nó âm. Anh gọi là nó âm ha. Rồi thì lấy tích phân ra thì nó sẽ ra là F mấy? F2 trừ cho F tại -1. Nó âm thì có nghĩa là gì? Thằng này nhỏ hơn không thì anh suy ra F2 của anh sẽ như thế nào các bạn? Sẽ nhỏ hơn F tại -1. Được chưa? Chúng ta biết F2 của chúng ta nhỏ hơn F tại -1. Rồi. Mà chúng ta để ý ha. F1 trừ cho F-2 F1 đâu rồi? Chúng ta xét từ -2, anh đang xét từ -2 tới 1, sorry ha, anh xét nhầm rồi ha. Xét nhầm chỗ này, chúng ta phải lấy cận từ -2 tới 1 chứ. Đúng không? Anh lấy -2 tới 1 đi. Đó, thì anh sẽ ra chỗ này là F tại 1. Đây, anh viết lại ha. Anh thấy nó âm. Anh bấm nó âm. Thì anh sẽ ra chỗ này là F tại 1 trừ cho F tại -2. Quan trọng là chúng ta chặn cái cận á ha. Nó nhỏ hơn 0 cho nên suy ra F1 của anh á sẽ nhỏ hơn F của -2. Đó, cho nên đáp án của anh là câu B. F1 nhỏ hơn F-2 và thỏa mãn hồi nãy F1 lớn F2 nữa. Nhớ chọn cái cận thôi. Còn vì cái này chúng ta bấm tích phân xác định được, cho nên các bạn chọn cận nào cũng được hết. Câu 48 này anh giải rồi. Ok không mọi người? Mọi người vào tìm video vận dụng cao ha. 49 này chúng ta làm bình thường thôi. Cô lập M khảo sát hàm số, đúng không? Nếu chúng ta học rồi chúng ta thấy nó không có khó lắm. Rồi, có bao nhiêu giá trị nguyên của M để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến 2? Chúng ta làm gì đây? À, ta đạo hàm ra y phải ha. Y phải của anh sẽ ra là m bình nè trừ cho 20 nè chia cho dưới này là cái mẫu bình phương là 2x cộng m tất cả bình phương nè. Yêu cầu nó nghịch biến thì nó nhỏ hơn không, đúng không? Và nhớ điều kiện xác định của này phải như thế nào nữa các bạn. 2x phải cộng m phải khác 0 nữa. Và chúng ta đang xét trong cái miền giá trị là x chạy từ 0 cho đến 2, đúng không? Vậy từ cái đầu tiên trước nè, từ cái dữ kiện đầu tiên này trước thì anh thấy gì? Thằng này nhỏ hơn 0, tức là tương ứng với gì các bạn? Tương ứng với lại m bình trừ 20 nhỏ hơn 0. Mà m bình trừ 20 nhỏ hơn 0 ta có hai nghiệm. Nếu cho bằng 0 là 2 căn 5 và trừ 2 căn 5. Nhỏ hơn 0 là giáo bất lẫn thất bé hơn 0. A dương vậy nằm trong và anh suy ra được m của anh nó nhỏ hơn 2 căn 5 và lớn hơn trừ 2 căn 5.
Được chưa? Bên này sẽ là trừ 2 căn 5. Đó là cái đầu tiên. Tiếp theo anh có m phải khác mấy? M2x cộng m phải khác 0, tức là anh suy ra được m của anh phải khác trừ 2x, đúng không? Với mọi x nằm trong cái khoảng từ 0,2. Được chưa? Mà m của anh là nhiêu đây nè? Trừ 2 căn 5 nè, 2 căn 5 nè. Các bạn biểu diễn cái trục số ra. Đây là trừ 2 căn 5 nè. Đây là 2 căn 5 nè. Một đoạn là từ 0 là đây nè. 0 là đây nè. Bên này chúng ta lấy từ 0 tới 2. Vậy 2 nó nằm bên này. Được chưa? 2 nó nằm ngay giữa này nè. Tức là phía sau này ta không lấy. Chúng ta nhìn là chút xíu, để m mà khác trừ 2x á, thì cái này ta tương đương cái gì? Tại vì x của chúng ta nó chạy trong khoảng từ 0 tới 2 nè. Thì có phải anh suy ra được cái m của anh này nè. Thì các bạn để ý là m, anh chia xuống là m trừ 2, cái này tương đương tí xíu nữa ha. Không có khác nhau. Tương đương tí xíu nè, mọi người sẽ thấy m mà chia cho trừ 2 phải khác x, đúng không? Mà x chúng ta đang chạy từ 0 tới 2. Vậy có phải là m mà chia cho trừ 2 của anh nó phải lớn hơn? Nó lớn hơn hơn 2 không? Nó lớn cái cặn này tới nó nằm ngoài này không? Vậy điều này tương đương với lại, nếu mà anh nhân trừ 2 cả hai vế thì ra m của anh nhỏ hơn trừ 4 không các bạn? Trừ 4 nó nằm đâu đây nè? Đây nè, trừ 4 nằm ở đây nè. Đó, tức là m của anh phải nhỏ hơn, lớn hơn không có lấy. Tương tự hồi nãy của anh không lấy trong đoạn này nữa. Được chưa? Từ trừ 2 căn 5 lấy 2 căn 5 thôi, chứ ngoài hai cái này cũng không lấy. Hồi nãy là ngoài hai cái này là không lấy, là bỏ hết. Bỏ hết. Được chưa? M nhỏ hơn trừ 4, tức là bên này, chứ bên này bỏ. Được không? Và chúng ta nhìn được cái miền giá trị. Ở đây chúng ta có một cặn là M như thế này là nhỏ hơn trừ 4. Và chúng ta so với cặn này nữa ha. Chỗ này hồi nãy anh mới so một cái cặn là bên 2 à. Một cái cặn nữa là chúng ta so bên này nữa, thì anh suy ra M phải lớn hơn 0 đúng không? Tức là chuyển qua trừ M chia 2 mà nhỏ hơn 0, tức là M của anh phải như thế nào? Anh còn một điều kiện nữa là trừ M chia 2 của anh phải nhỏ hơn cái cặn bên này là nhỏ hơn 0, tức là tương đương với là m của anh phải lớn hơn 0. Được không? Vậy 0 là đây, tức là hoặc là cái này hoặc là cái này, hoặc là m nhỏ hơn trừ 4 hoặc là m lớn hoặc bằng 0. Thì các bạn chỗ này anh lấy dấu bằng không các bạn? Nhớ cho anh là chỗ này có dấu bằng nè. Tại vì cái hàm của chúng ta ở đây là nếu dấu bằng xảy ra thì hữu hằng điểm ta lấy được. Được chưa? Nghịch biến đồng biến nếu nó xảy ra thì hữu hằng điểm như hàm này chúng ta lấy được. Vậy kết quả cuối cùng ta chỉ nhiêu đây thôi. Tại đây không có dấu bằng. Đó, đến đây. Hậu với lại cái khoảng từ đây đến đây. Nó hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên các bạn. Các bạn bấm ra, trừ 2 căn 5 là bằng bao nhiêu? Trừ 2 căn 5 bằng là trừ 4 chấm mấy đó. Và chỗ này, mà đây là trừ 4. Trừ 4 chấm mấy đến trừ 4 thì chỗ này các bạn lấy được mấy giá trị? Một giá trị đúng không? Rồi, tiếp tục từ 0 đến 2 căn 5. 0 đến 2 căn 5 thì các bạn lấy 2 căn 5 ra coi. Là 4 chấm mấy đó các bạn. Thì anh phải chạy từ 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 giá trị đúng không? Đó, vậy 1, 2, 3, 4 mà cộng 1 giá trị 0 chỗ này nữa là bao nhiêu? 1 giá trị chỗ này là trừ 4 nữa. Vậy anh có tổng cộng là 6 giá trị. Được chưa? Vậy đáp án của anh là câu B. Được không? Rồi chúng ta qua câu cuối cùng trong cái đề này, câu 50 mọi người ha. 50 là một cái câu vận dụng cao về OXYZ đúng không? Rồi, trong không gian OXYZ cho chúng ta một cái mặt cầu có tâm là thuộc cái mặt phẳng này rồi. Hai đường thẳng này đi qua điểm A và điểm B. Mặt cầu đi qua điểm A và điểm B luôn, bán kính nhỏ nhất của mặt cầu là bằng bao nhiêu? Bài này các bạn quan sát cho anh này, vì cái mặt cầu AX này nó đi qua điểm A và điểm B, cho nên anh sẽ suy ra AS của anh sẽ bằng gì các bạn? Bằng cạnh BS nó. Thì nó nằm trên mặt cầu hết rồi. Mà điểm A chúng ta có rồi, điểm B chúng ta có rồi. Vậy thì có phải các bạn suy ra S này á sẽ nằm đâu? Anh gọi cái S, điểm S ha. Mặt cầu S này có điểm S là cái tâm luôn đi. Thì thứ nhất anh có AS nó sẽ bằng BS, tại vì nó nằm trên mặt cầu, với S là tâm của mặt cầu ha. Thì chúng ta để ý nè, vì AS mà bằng BS cho nên cái tâm S này này nó phải nằm ở đâu các bạn? Nó có phải là nằm trong một cái mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB không? Mặt trung trực của đoạn thẳng AB.
Tại vì sao? Anh có một cái mặt phẳng vậy nè. Chúng ta biết rằng hai điểm này nó cách đều, đúng không? Điểm S là nằm trên này với gì nữa, miễn sao nó cách đều này với này được rồi. Vậy điểm S phải là nằm trên cái mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB không? Vậy anh thứ hai nữa là anh có điểm S này nó nằm trên cái mặt phẳng P người ta cho nữa rồi, tâm nằm trên mặt phẳng P nữa. Cho nên ý tưởng của anh là anh sẽ viết cái mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB ra và anh lấy giao tuyến với lại cái thằng này, anh ra một cái đường thẳng. Thì đường thẳng đó chính là đường thẳng đi của cái tâm chứ cái tâm. Được không? Vậy anh viết mặt phẳng này ra trước ha. Mặt phẳng trung trực thì các bạn lấy vectơ AB ra vì nó đi qua trung điểm của AB và nhận vectơ AB làm vectơ pháp tuyến. AB vectơ các bạn tính ra cho anh ha. AB ở đây ra sẽ là 1 3 2. Đúng chưa? Vậy trung điểm Y các bạn tính ra luôn là các bạn lấy A cộng B chia 2, AB có rồi, cộng lại chia 2 nó sẽ là 3 phần 2, 7 phần 2 và 2. Đúng không? Thì anh gọi Q là cái mặt phẳng trung trực đó, mặt phẳng chúng ta cần viết ra. Thì Q này có phương trình gì các bạn? X trừ 3 phần 2 đúng không? Cộng cho Y trừ 7 phần 2. 3 lần Y trừ 7 phần 2 ha. Đó, cộng cho 2 lần Z trừ 2 bằng 0. Anh thu gọn cái này lại các bạn ha, để chúng ta tí nữa chúng ta tìm giao tuyến. Thu gọn nó lại sẽ là x cộng 3y cộng cho 2z trừ 16 bằng 0. Rồi, thì bây giờ anh sẽ thấy cái tâm S của anh á, nó vừa nằm trên mặt phẳng P vừa nằm trên mặt phẳng Q, cho nên nó là giao tuyến của mặt phẳng P giao tuyến với mặt phẳng Q. Đúng chưa? Rồi, mà có hai mặt phẳng rồi mà giao tuyến với nhau thì tìm phương trình đường thẳng sao các bạn? Đó, anh có mặt phẳng P vậy, mặt phẳng Q vậy. Đó, hai này nó giao tuyến với nhau bởi đường này. Thì phương trình đường thẳng giao tuyến nó tìm sao, nhớ không? Ha. Rồi, nhắc luôn ha. Thứ nhất là chúng ta viết phương trình đường thẳng D này, chúng ta chọn một điểm bất kỳ ha. Một điểm bất kỳ nằm trên cái giao tuyến D, được chưa? Tức là một điểm đó nó phải vừa nằm trên mặt phẳng này và vừa nằm trên mặt phẳng kia thì nó sẽ nằm trên giao tuyến đó. Thì ở đây anh chọn điểm M có tọa độ là trừ 11, 9 và 0. Nó vừa nằm trên đường thẳng này mà nó vừa nằm trên cái mặt phẳng này, tức là nó nằm trên cái giao tuyến này các bạn này, được chưa? Ngoài ra chúng ta sẽ làm gì các bạn? Nó đường thẳng của chúng ta là giao tuyến này, nó sẽ có vectơ chỉ phương là vậy. Và vector này chẳng qua là tích có hướng của vector pháp tuyến của thằng P và vector pháp tuyến của thằng Q, đúng không? Cho nên U vector chỉ phương của D á thì sẽ bằng tích có hướng của NP và NQ. Trong khi đó NP và NQ các bạn có chưa? Có rồi. Được không? Vậy chúng ta lấy ra thử ha. Câu này nó hơi chua nhưng chúng ta làm, chúng ta biết rằng đề nó sẽ có những cái câu như thế này. Rồi, tích có hướng thì anh lấy ra ha. Thằng này hồi nãy là bao nhiêu đây? NP của anh là bao nhiêu và NQ của anh là bao nhiêu? Anh coi trên này. Đây, NQ của anh sẽ là 1, 3, 2. Thì các bạn thấy ở đây là 1, 3, 2. Và NP của anh á, thì cái đề bài nó cho rồi, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Thì hai cái này các bạn lấy tích có hướng ra để các bạn được thằng thẳng UD. Đó, thì lấy ra nó sẽ là trừ 1, 1 và trừ 1, đúng không? Rồi, ok. Vậy chúng ta được vectơ chỉ phương được điểm M đi qua là trừ 11, 9, 0. Đây, điểm M đi qua là trừ 11, 9, 0. Nhớ lấy điểm M vừa thỏa mãn là nằm trên mặt này và nằm trên mặt kia luôn nha, được không? Vậy chúng ta suy ra đường thẳng D của anh sẽ có phương trình, chúng ta viết dạng tham số đây. X sẽ bằng trừ 11 trừ T, Y sẽ bằng 9 cộng T, và Z của anh sẽ bằng trừ T, vì điểm này là 0 rồi, được không các bạn? Thì khi đó các bạn bán kính R của anh á, nó nói là bán kính nhỏ nhất, bán kính mặt cầu là nhỏ nhất, đúng không? Anh gom đường thẳng D này lại xuống chút xíu cho mọi người hình dung. Đây, bán kính nhỏ nhất của mặt cầu này và R của anh nó bằng gì các bạn? Bằng SA, đúng không? Tức là chúng ta cần tìm SA min. Bây giờ chúng ta thấy cái điểm tâm S của chúng ta là nó nằm trên đường thẳng này rồi, tức là cái tâm của chúng ta nó sẽ tuân theo một cái biến T rồi. Bây giờ điểm A là điểm cố định rồi, vậy chúng ta tìm được cái đoạn SA này không? À, quá dễ, đúng không các bạn? Và anh tìm được vector AS nè. AS lấy S trừ A ha. Đây, kéo xuống. A của anh là 1, 2, 1,
điểm S của anh sẽ có tọa độ này nè, đây chính là tọa độ của điểm S luôn nè, thì S nó nằm trên cái đường thẳng này, vậy sẽ là trừ 11 trừ T mà các bạn trừ cho 1 nữa, vậy là trừ 12 trừ T nè. Rồi tiếp tục 9 cộng T mà các bạn trừ cho 2 nữa, vậy anh là còn 7 cộng T nè. Trừ T mà các bạn làm gì, trừ cho 1 nữa, vậy là trừ T trừ 1 nè. Rồi chúng ta tính cái độ dài đoạn thẳng AS này thôi, đúng không? AS được bạn lấy căn ra, độ lớn thì lấy căn ra, căn của cái thằng này bình lên cộng này bình cộng thằng này bình, thì anh khai triển nó ra luôn các bạn ha. À không, các bạn làm vậy thì hơi khó theo các bạn, tại vì anh đang cần anh làm theo cách là gì, anh ý tưởng đầu tiên là anh cho thằng này ra theo phương trình theo T, anh khảo sát hàm số của nó, anh tìm nhỏ nhất khi T bằng bao nhiêu và anh quăng lên tìm bán kính AS, thì đó cũng là một cái hướng đi ha. Các bạn ra phương trình bậc hai theo T thôi, các bạn đánh giá và khảo sát hàm số, hoặc là đưa về phương trình, đưa về cái hàng đẳng thức cũng được. Cách này chúng ta làm rồi, nhưng mà ở đây chúng ta có một cái cách khác nữa. Thì theo các bạn, R nó minh khi nào các bạn? Cái tâm S của anh là luôn luôn nằm trên đường thẳng D này, A là điểm cố định, đúng không? Vậy cái tâm S nó chạy trên đường thẳng D này đến chỗ nào mà cái XA này là nhỏ nhất các bạn? Có phải rằng cái điểm S này nó phải chạy về đây để cho cái XA của anh á nó vuông góc với lại đường thẳng D là xong không? Hiểu không? Ta tư duy hình học. Còn không, chúng ta làm đại số thì chúng ta phải khảo sát hàm số. Vậy cái vector U này anh có chưa? Có rồi, UD hồi nãy anh tính rồi. UD chính là tích, à tích này chúng ta tính trên này luôn rồi đúng không? Đó. À, đó là bao nhiêu? Là trừ 1, 1, trừ 1, đúng không? Trừ 1, 1, trừ 1. Vậy khi mà nó vuông góc như vậy á, thì anh có cái vector UD nó sẽ vuông với lại vector AX, được không? Vậy anh sẽ lấy cái tích vô hướng nó lại bằng 0, tức là hai này nhân vô hướng lại bằng 0. Hiểu không? Điểm S là luôn luôn nằm trên một cái đường thẳng cố định, mà S nó di động trên đường thẳng này, A là điểm cố định. Vậy để cái bán kính R chính là XA này nhỏ nhất khi định S này phải di động về đây để cho hai hàng này nó vuông góc với nhau, hay nói cách khác lúc này x phải là hình chiếu của a lên trên đường thẳng d, được không các bạn? Vậy nhân vô hướng lại, thằng UD hồi nãy anh có rồi là trừ 1, 1, trừ 1, vậy nhân vô hướng lại bằng 0, nhân trừ 1 vô đây thì anh được là 12 cộng t, nhân với 1 vô đây là sẽ là cộng 7 cộng t, nhân với trừ 1 vô đây sẽ là cộng cho t cộng 1 bằng 0. Vậy ta gồm lại 1T, 2T, 3T, 12 cộng 1 là 13 cộng 7 là 20, 3T bằng 20, vậy anh được t bằng mấy? Trừ 20 phần 3. Có T bằng trừ 20 phần 3, các bạn suy ra vector AX được không? À, lúc này sẽ bỏ vô trừ 20 phần 3, bỏ vô trừ 16 phần 3 nè, 1 phần 3 nè, trừ 20 phần 3 vô đây, trừ 1, 17 phần 3 đúng không? Đó, có rồi, các bạn lấy bán kính chứ là bạn bấm máy tính nó lên thôi, chính là căn của từng cái bình lên, 16 phần 3 bình lên đúng không? 16 chia 3 đóng ngoặc bình lên, cộng cho 1 chia 3 bình lên, cộng cho cái kia là 17 phần 3 bình lên. Đó, đáp án của chúng ta là căn của 546 phần 3. Có không? Số như 6 dữ rồi. À đây nè, căn 546 phần 3 là câu B đó. Được không? Thì có cũng xứng đáng là cái câu cuối cùng trong đề thi các bạn ha. Nó khá là khó về ổ gì vậy, nhưng mà chúng ta học cái cách tư duy để chúng ta hiểu rằng à, có những cái câu nó như vậy đó. Vào đề thi chúng ta phải đưa chiến lược cụ thể, ví dụ như không còn thời gian chúng ta có thể loại con này, chúng ta có thể lụi con này chứ, đúng không? Nhưng mà chúng ta học để chúng ta nâng cao cái level lên chút xíu, để chúng ta biết rằng cái cách mà người ta ra đề và cái cách người ta hỏi nó sẽ như vậy. Ok mọi người, như vậy là anh kết thúc cái đề này ha. Video phần 2 thì coi như chúng ta kết thúc cái đề chiên theo bình lần 4, giúp các bạn ôn tập lại một vài kiến thức cơ bản cũng như là kiến thức nâng cao. Thì các bạn có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể comment bên dưới cho anh. Thì video sẽ tạm dừng tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những lại livestream tiếp theo. Và các bạn nhớ rằng subscribe kênh YouTube cũng như là chia sẻ video đến tất cả mọi người cùng anh nhé. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon.